Vâng, chào mừng tất cả anh chị em chúng ta đã đến với buổi livestream ngày thứ 15 trong cái chuỗi hành trình về NLP. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện thành công đến từ bạn Vũ Tuấn Anh. Vũ Tuấn Anh thì bắt đầu cái công việc này là từ tháng 2 năm 2017. Thì lúc đó mình còn nhớ đó là Vũ Tuấn Anh là đi từ trên Lâm Đồng. Gia Lai. Từ trên Gia Lai xuống đây, và cái thời gian đầu tiên ấy, Tuấn Anh cũng rất là vất vả. Và làm phải gần như là 6 tháng đầu tiên là vẫn chưa tạo ra kết quả, đúng không Tuấn Anh? Dạ đúng rồi. 6 tháng đầu tiên rất là vật vả, nhưng Tuấn Anh vẫn kiên trì và tin vào cái con đường này. Và sau những cái nỗ lực thì năm vừa rồi đây thì Tuấn Anh đã, hình như anh biết là Tuấn Anh mua được nhà có post ở trên Facebook đúng không? Đó, là dạ đúng qua rồi. Đây thì anh muốn gửi lời chúc mừng đến Tuấn Anh. Và chúng ta sẽ cùng một chàng, và chúng ta Tuấn biết là Tuấn Anh cũng là hiện tại là cũng là Ruby Up, tức là một cái người leader cũng tạo ra một doanh số nhất định ở trong cái đội nhóm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến để lắng nghe cái câu chuyện về cái hành trình chuyển đổi của Vũ Tuấn Anh, và những cái kinh nghiệm về những cái bài học mà Vũ Tuấn Anh trong hơn 2 năm qua trải nghiệm trong cái môi trường của chúng ta. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón Vũ Tuấn Anh. Và chúng ta hãy comment là chào mừng Tuấn Anh đến với thế giới này. Chúng ta comment là chào mừng Tuấn Anh đến với thế giới này. Rồi, và xin mời Tuấn Anh bắt đầu chia sẻ đi ạ. Dạ vâng, thì đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Linh và lời chào tới tất cả các anh chị và các bạn đang xem cái livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Và em rất là cảm ơn thầy đã cho em cái cơ hội để lên đây giao lưu và chia sẻ cùng với anh chị, tất cả các anh chị em về cái câu chuyện của bản thân em. Và ở đây thì cũng có rất nhiều anh chị em biết em, nhưng cũng có một số anh chị em thì chưa biết. Thì tôi anh xin giới thiệu, tôi anh tên đầy đủ là Vũ Tuấn Anh, và Tuấn Anh đến từ phố núi Pleiku, tôi anh đến từ Gia Lai ha. Đó. Và đầu tiên á, thì khi mà Tuấn Anh xuất thân thì không phải là dân kinh doanh. Có một điều đặc biệt đó là từ nhỏ thì Tuấn Anh khá ấn tượng với lại cái bộ trang phục của những anh chị em làm công sở, áo trắng quần tây đó. Mình nhìn thấy những cái bộ trang phục đó mình rất là thích. Và khi mà bắt đầu chọn để đi học ấy, thì chọn cái nghề để mà chọn cái ngành mà mình đi học ấy, thì mình đã định chọn cái ngành đó rồi. Nhưng mà có một cái nỗi sợ, đó là mình sợ mình không xin được việc. Và khi mà hỏi bạn bè xem bạn bè chọn gì thì bắt đầu là bạn bè của mình nói là bạn bè chọn học kỹ thuật ô tô. Thì có một người bạn của ta, bạn nói vui này, bố tao thì bán xe máy, tao sửa ô tô, sau này con tao sẽ sửa máy bay. Và tụi anh thấy vui vui thì bắt đầu tụi anh lựa chọn cái ngành đó, cái ngành kỹ thuật ô tô. Thì một cái giống ngành của anh rồi. Không, à giống một cái ngành nghề mà nó không hề có, không có một chút liên quan gì đến cái công việc hiện tại ha. Và thực ra thì tụi anh xuất thân từ Gia Lai, ở một cái vùng quê khá là xa thành phố và cũng khá là nghèo. Thì cái nói thật với anh chị em đó là về gia đình Tuấn Anh thì Tuấn Anh trong gia đình thì có 6 anh chị em và Tuấn Anh là người lớn nhất. Dưới Tuấn Anh là còn 5 người em nữa. Và ở cái ở cái thời điểm đó, cái năm 2005, 2004, 2005 ấy, thì cái thời điểm đó thì gần như là gia đình Tuấn Anh là nghèo nhất cái xã đó. Và liên tục nhiều năm liền thì đều được nhà nước cấp cho cái sổ chứng nhận là hộ nghèo á, để cho con cái đi học rồi khám chữa bệnh là được miễn giảm, rồi là miễn giảm học phí, rồi là để khám chữa bệnh miễn phí á. Thì trong những cái năm đó thì gia đình tụi anh liên tục xảy ra những cái biến cố, và lúc đó thì mình mới học có khoảng lớp 8, lớp 9 rồi. Thì lúc đó gia đình khó khăn quá, nhưng mà bố mẹ thì vẫn muốn cho mình đi học, và vẫn muốn cho tất cả các con đều được ăn đi học. Thì lúc đó thì mình và em của mình, một người em tựa mình đó là bạn Đào, thì hai anh em đã vừa đi học và vừa hỗ trợ bố mẹ, vừa đi làm thêm để hỗ trợ gia đình. Và bắt đầu vì cái cuộc sống nó khó khăn nên là nó tập cho mình cái tính tự lập từ lúc nhỏ. Và sau này khi mà tự lập sớm như vậy thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà bù lại thì nó cũng giúp cho cái con người mình nó trưởng thành nhiều hơn. Và khi mà tụi anh lựa chọn đi học thì tụi anh học về cái ngành kỹ thuật ô tô ấy. Thì
khi mà bước chân xuống Sài Gòn thì đúng ra là Tuấn Anh không đi học đâu, nhưng mà có một người chú động viên Tuấn Anh cứ đi học đi, cứ đi học đi rồi chú cho mượn tiền rồi xuống đây chú lo cho. Thì lúc đó chỉ có 2 triệu đồng thôi để mình đóng tiền học phí ấy. Thì Tuấn Anh cũng không có. Thì bắt đầu là cái người chú này cho Tuấn Anh mượn 2 triệu để đóng tiền học phí và nói là bố mẹ chỉ lo tiền xe xuống thôi, rồi bắt đầu là chú sẽ lo cho hết. Thì bắt đầu xuống thì chú lo cho mình ăn ở 1 tháng, sau bắt đầu chú chỉ ở, bắt đầu mình tự đi xin việc, mình tự đi làm. Và cái thời gian đó thì hầu như là tiền học phí thì mình ở thuộc cái diện vùng sâu vùng xa thì mình được miễn, và mình đi làm thêm để mình học. Và khi tốt nghiệp xong thì bắt đầu tới anh cái câu chuyện là khi tốt nghiệp xong thì bắt đầu mình học 3 năm xong mình tốt nghiệp thì mình quyết định mình bỏ bỏ nghề. Bởi vì nó chỉ có một cái lý do đơn giản, đó là sau 3 năm mình học ấy, và mình đi thực tập thì mình có hỏi, có nói chuyện với tất cả những các anh chị mà ở trong cái showroom mà mình thực tập bây giờ, nó là cái showroom Kia Bình Triệu ngay gần bến xe miền Đông ấy. Thì có hỏi rất là nhiều anh chị, thì các anh chị nói là có người làm 5 năm, có người làm 7 năm, lương của họ thì chỉ có 5 triệu, 7 triệu. Cái người lúc đó, cái người trưởng phòng ấy, là mới được lương 10 triệu. Thì bắt đầu là tôi anh nghĩ ở trong đầu mình một cái, ví dụ như bây giờ nếu như mình tiếp tục mình đi làm như vậy thì bao giờ mình mới có thể mua được nhà Sài Gòn. Ngay từ khi tốt nghiệp xong tôi anh đã có cái ý định đó là mua nhà ở Sài Gòn. Thì mình bảo chứ bây giờ người ta mất 5 năm, 7 năm người ta mới được cái mức lương như vậy, và mình tiếp tục làm như vậy bao giờ mình mới có tiền để mua nhà ở Sài Gòn. Và khi mà cầm tấm bằng trên tay ấy, thì tụi anh đi xin xin làm cũng đi xin làm kinh doanh. Tức là tụi anh không không muốn suốt ngày mình lê lết dưới cái gầm ô tô để sửa chữa, làm thợ sửa chữa. Thì tụi anh xin đi làm xin đi 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 làm kinh doanh. Thì lúc đó thực sự là mình rất là đen đen và ốm. Nhìn lại những cái hình mà của năm 2012 nhìn rất là ghê và rất là đen. Thì tụi anh không xin được, chưa không xin được công việc mong muốn, bắt đầu tụi anh quyết định bỏ bỏ thì năm 12 năm 2012 là bắt đầu ra trường thì bắt đầu bỏ, thì cũng làm qua rất là nhiều nghề. Và sau đó thì đến lần tiếp theo khi mà không không làm được cái công việc như mình mong muốn thì bắt đầu tụi anh về quê thời gian, xong bắt đầu đến đầu năm 2014 lại quay lại Sài Gòn. Quay lại Sài Gòn thì cái công việc đầu tiên anh xin làm đó là xin vào một cái xin làm quản lý cho một cái công ty, là cái công ty may. Tại vì trong cái quá trình và thời gian mà tụi anh về quê thì tụi anh có đi nhập hàng ở ngoài Hà Nội, nhập hàng ở Sài Gòn, đưa về bỏ sỉnh lại cho những cái shop và cho những cái người mà người ta bán ấy. Thì bắt đầu có một chút cái kinh nghiệm về làm thị trường rồi cũng xin vào cái công ty đó. Thì công việc đầu tiên đó là mình xin làm quản lý luôn. Thì khi mà cái vị trí mà cái công ty đó cũng là cái công ty đầu tiên mà công việc đầu tiên tụi anh làm, thì khi đọc cái yêu cầu của họ thì tôi anh có điện lên trên phòng nhân sự hỏi là bây giờ tất cả những cái mà các anh chị yêu cầu em đều đáp ứng được, nhưng mà bây giờ chỉ có duy nhất là tuổi em chưa đủ. Ở cái thời điểm đó tôi anh mới có 25 tuổi, chưa được 25 tuổi nữa, thì họ yêu cầu là trên 30 tuổi. Thì đó thì tôi anh làm được đó gần 1 năm. Thì cũng trong cái quá trình làm thì công việc nó cũng rất là nhàn. Tức là làm cái đấy công ty thì quản lý nhân viên ở tất cả những cái hệ thống Copmark ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Tức là anh cùng với lại em cùng với lại một người anh nữa quản lý 32 cái Copmark với lại 8 cái Big C, tức là nhân viên của công ty, nhân viên tiếp thị của công ty ở trong bán hàng ở trong trong cái Copmark và Big C đó. Thì em làm thấy cái công việc lúc nào mà có việc, lúc nào mà không có nhân viên ấy, thì mình đến mình hỗ trợ làm hàng ấy, thứ nào có, rồi mình tuyển nhân viên, rồi mình quản lý, mình hướng dẫn cho họ bán hàng rồi đó. Thì khi mà làm liên tục như vậy mình cảm thấy nó chán. Ví dụ như lúc không có nhân viên thì mình làm luôn chân luôn tay, là lúc tuyển đầy đủ nhân viên rồi thì bắt đầu là mình chán, ăn xong thì cứ xách xe đi hết siêu thị này đến siêu thị khác để kiểm tra thôi, thì tôi anh chán. Và vô tình hôm đó thì em có đọc được một cái quyển sách về tìm hiểu về kinh tế, thì đọc được một cái câu đó là khi mà bạn muốn làm kinh tế thì bạn cần phải tập trung tất cả những cái nguồn lực. Thì khi mà đi làm như vậy thì em vẫn luôn đau đáu về gia đình, luôn muốn kiếm một cái công việc gì đó để hỗ trợ cho bố mẹ, hỗ trợ cho anh em và hỗ trợ cho những đứa em nhà chú ở nhà ở quê. Thì lúc đó em tìm hiểu thì em thấy cái mô hình nuôi cá lồng bè miền Tây rất là hay,
Em quyết định đó là đưa cái mô hình nuôi cá lồng bè miền Tây đưa về trên Tây Nguyên luôn. Và khi mà em quyết định em nghỉ công ty đó để đi về làm cái dự án thì bắt đầu ở nhà mọi người ai cũng chửi em điên. Bởi vì khi mà ở cái thời điểm đó ở năm 2014 thì rất là nhiều bạn em sau khi tốt nghiệp 2 năm rồi nhá, vẫn đang rất là chật vật với công việc. Thì bắt đầu là em quyết định em bỏ công việc như vậy. Lúc đó thì cái mức thu nhập của em cũng tương đối, gọi là tương đối thôi, cũng được khoảng chục triệu, hơn chục triệu. Thì bắt đầu em bỏ em đưa cái mô hình đó về trên nhà thì gia đình không có vốn. Gia đình em thì không có tiền và bắt đầu là em về em bàn với bố mẹ đưa ra, tức là cái mô hình đó em nghiên cứu khoảng tầm 4 tháng. Vừa đi làm vừa nghiên cứu về cái mô hình thì nó mất khoảng 4 tháng. 4 tháng sau đó em về em nói với bố em về cái mô hình như vậy, mô hình làm như vậy. Và bố em bảo chứ thì con làm đi. Và lúc đó thì trong gia đình là không có tiền, nhưng mà cái tiền vốn em cần là 200 triệu. Và em phải đi cầm cố tất cả cái tài sản của gia đình. Tức là nhà có cái bìa đỏ, đất nào là đem xuống hết ngân hàng cầm thì có được 200 triệu để làm cái mô hình đó. Và em làm mô hình đó trong 2 năm. Thì khi em về em làm thì ai cũng chửi em điên. Cái mô hình này sao mà đưa về trên này nuôi được rồi, sao mà làm được rồi ở khu vực này. Người ta nói rất nhiều, nhưng mà em không quan tâm. Em bảo họ chưa làm, họ chưa làm thì họ nói mình không nghe. Và em cứ theo những cái quan điểm của em và những cái mà em đã tìm hiểu em làm. Em làm thì cái mục tiêu của em là làm 3 năm, nhưng mà sau 2 năm đã đầu hai năm 2015 thì em về em làm, và đến cuối 2016 là bắt đầu nó đi vào ổn định. Thì vô tình khi mà cái công việc của em nó dần đi vào ổn định rồi thì lúc đó là cái cuộc sống của em nó rất là nhàn nhã. Tức là ngày ngày cho cá ăn rồi ngủ rồi dạy cho cá ăn rồi ngủ rồi dạy cho cá ăn. Thì nói như cô Nga đó là sống qua ngày chờ qua đời đó. Thì đến lúc đó thì cũng là anh Trần Tuấn Anh ấy. Anh Trần Tuấn Anh có gọi điện chia sẻ cho em về cái công việc ở Nukin. Thì nói thật là em rất là dị ứng với này cái mô hình MLM. Bởi vì hồi năm 2009 khi bắt đầu bước chân ở Sài Gòn ấy, thì em đã làm được một cái công ty như vậy rồi. Đó đầu là em chỉ nghĩ là bắt đầu em xuống để em học về cái nghề quảng cáo thôi, học về nghề quảng cáo để em phục vụ cho việc bán cá của em thôi, còn em không có làm. Nhưng mà khi mà bắt đầu xuống đây, khi mà bắt đầu xuống Sài Gòn ấy, thì học thì em càng học em càng thấy nó hay. Và bắt đầu khi mà xuống đây thì được đầu tiên khi em lúc em đi mọi người ở nhà ai cũng cảm, tức là bảo là bây giờ cái cơ ngơi mày gầy dựng lên như vậy rồi, tức là em gầy dựng lên thành một cái trang trại, tức là vừa đánh bắt vừa nuôi trồng vừa buôn bán luôn, tức là coi như là trùm một cái khu đó rồi đấy. Rồi sau rồi bắt đầu này em bỏ em đi thì bố mẹ rồi anh em ai cũng cảm, nhưng mà em vẫn quyết tâm em đi. Em đi thì khi mà bước chân đi như vậy thì em không lấy của gia đình một đồng nào hết. Tức là cầm, chỉ nói không lấy đồng nào thì hơi sai, nhưng mà lúc đó là cầm có 5 triệu. Cầm 5 triệu đi về quê ngoại và về quê vợ tương lai đó chơi. Hết 5 triệu đi vào Sài Gòn là trong túi không còn đồng nào hết. Và bắt đầu khi mà ngồi lại với anh Tuấn Anh để hỏi, thì hỏi là bây giờ em cần làm những cái gì, em cần phải chuẩn bị những gì. Thế hỏi mày phải có máy tính này, cần phải có điện, một cái smartphone này, rồi có tiền vốn để chạy quảng cáo này, hàng thì anh cho mượn đó. Thì bảo tất cả em hết khoảng bao nhiêu, thì anh bảo là bây giờ nếu mà tiền chạy quảng cáo này tiền ấy thì khoảng tầm 5 đến 10 triệu cũng được. Đó là đầu năm 2017. Thì em có quen một người anh thì anh em chơi nhau lâu thì bắt đầu là em chạy sang bên anh bảo anh làm ở tiệm cầm đồ, thì bảo anh cho em mượn 20 triệu, 20 triệu để em về em làm vốn. Thì sang đó thì anh cho em mượn 20 triệu, 20 triệu thì về em lấy ra 6 triệu để em đóng vào cái hồi đó là cái lớp Facebook đầu tiên em không nhớ là gì, nhưng mà đầu năm 2017 Bắt là cái đồng 6 triệu thôi. là dạ là học về quảng cáo này, học về bí mật cái gì, cái chương trình Mật gì, mã học một à mật mã tài năng với này leadership, đúng là ba cái chương trình đó này hết 6 triệu. Thì anh Tuấn Anh Trần ấy còn nói với em là thôi quảng cáo thì để anh dạy cho, còn em để tiền em đi học những cái kia cũng được, và không em muốn học bài bản từ đầu. Và năng. cái thời điểm đó thì anh Tuấn Anh có cho em xem những cái video của anh Linh và của chú Đin, thì em rất là thần tượng hai người, em rất là thần tượng anh và thần tượng chú, và em bảo là em phải học từ anh.
học để làm sao cho nó bài bản. Thì đi học thì nên đó học thì thầy Ninh dạy được có nửa buổi thôi, còn lại là tất cả những anh em còn lại dạy. Thì mình về mình bảo chứ mẹ đã không có tiền chứ biết vậy, để 2 triệu đấy ở nhà để anh Tuấn Anh dạy. Và sau đó thì em cũng đi học học tất cả những cái chương trình ở trong team. Và khi mà đi học như vậy thì Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Thì em mới ngộ ra được nhiều điều. Đó là em khi mà tiếp xúc với này DMS1B ấy, thì cái mà em ấn tượng đầu tiên đó là cái mà team dạy cho em cái cách làm người. Thực ra thì trước giờ em sống cũng rất là nội tâm, đối với lại gia đình anh em bạn bè thì cũng rất là tình cảm, nhưng mà mình không 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 có thể hiện cái điều đó ra. Ví dụ như đơn giản như khi mà đi học rồi thì bắt đầu là mình ngộ ra trước giờ mình thương mẹ, mình lo lắng cho cha cho mẹ, nhưng mà chưa bao giờ mình nói cảm ơn mẹ, chưa bao giờ mình làm sai nhà, chưa bao giờ mình xin lỗi bố xin lỗi mẹ, trong khi đó mình đi xin lỗi rất rất nhiều người. Nhưng mà mình không bao giờ xin lỗi anh em bạn bè, không bao giờ xin lỗi những cái người thân thiết nhất của mình, không bao giờ cảm ơn những cái người thân thiết nhất của mình. Đó, thì cái đầu tiên em ấn tượng với team đó là khi em vào học những cái chương trình của team ấy, thì là thầy và những anh chị đi trước dạy cho em về cái bài học đó là làm người trước. Và đồng thời tiếp theo đó là dạy cho em về cái cách làm việc làm sao cho nó khoa học. Và khi mà trong cái quá trình học thì em mới ngộ ra đó, thì anh Ninh luôn nói với tất cả những anh chị em đó là các bạn muốn giàu có thì các bạn phải học làm người, học làm việc. Các bạn làm người tốt, các bạn làm việc tốt thì sự giàu có nó sẽ tự đến. Và 6 tháng, khoảng 5 đến 6 tháng đầu tiên em ăn xong chỉ đi học. Học xong về bỏ đó, không có áp dụng gì hết. Và em bảo học hoài mà sao không thấy giàu. Thì khi mà mới đầu tiên vào ấy thì cũng đặt mục tiêu khí thế lắm, rồi cũng 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 làm khí thế lắm, nhưng mà những cái mình làm nó chưa tới. Nói đơn giản ví dụ như về cái trong cái quá trình mà suốt 2 năm mà em về quê em làm ở quê, cái cuộc sống nó bình yên quá, nó an nhàn quá. Bắt đầu là mình không có học, mình không có phát triển lên nữa thì vô tình cái bản thân của mình nó bị đi tụt lùi xuống. Ví dụ như có những cái người em của em ở cái thời điểm mà em quay lại Sài Gòn đó, đầu 2017 em quay lại Sài Gòn đó, thì có những cái bạn đó trước thì em có chỉ cho bạn rất rất nhiều thứ về trong giao tiếp các thứ, nhưng mà đến lúc mà em quay lại em phải học các bạn rất là nhiều đó. Thì khi mà mình không không có học hỏi, mình không có trau dồi bản thân thì bắt đầu là cái bản thân của mình nó đi xuống đi xuống đi xuống dần. Đó là so với lại những cái em uống của mình thấy đó. Và đầu tiên thì em chỉ ấn tượng đó là về những cái chương trình học của team thôi. Thì bắt đầu là em đi em làm em theo em làm em theo em học. Nhưng mà để mà bén duyên với thực sự bén duyên với Nukin ấy, thì đó là cái em ấn tượng nhất, không phải là về cái trả thưởng, không phải về nhờ, cái em ấn tượng nhất đó là về cái sản phẩm. Cái sản phẩm và cái cách thức kinh doanh của Nukin. Đó là ví dụ như mình ngồi ở Việt Nam. Nhưng mà ví dụ như thông qua sản phẩm của Nuki này, mình ngồi Việt Nam mình có thể bán hàng ở thế giới được đó. Và em thấy khi mà em quyết định đồng hành cùng với Nuki này, là em thấy cái sản phẩm của nó quá tốt và những cái chính sách của nó, những cái chính sách nó tốt. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em dùng đó là cái cây năn khử mùi. Đầu tiên dùng là em bị cái bệnh viêm cánh, em dùng cái cây năn khử mùi, em bảo ủa sao cái sản phẩm này nó tốt như vậy.
Và bắt đầu cái cũng là cái sản phẩm đầu tiên em bán, và bán đến bây giờ luôn cũng là cái cây măng khử mùi. Và Bánh riêng. trong cái dạ, thì trong cái thời gian đầu tiên ấy, tức là trong trong khoảng thời gian đầu tiên em đi học rất là nhiều, chương trình nào em cũng đi học. Và khi mà em đi học như vậy, em thấy được những cái bạn ở trong cái đội cốt ấy, em rất là thần tượng, em rất là ấn tượng. Em bảo tại sao những cái bạn trẻ như vậy mà tại sao các bạn giỏi như vậy? Các bạn sinh năm 93, 95, 97 mà các bạn làm cốt, các bạn đi theo thầy Linh, các bạn học, các bạn làm sao các bạn giỏi như vậy? Và em rất ấn tượng bởi cái điều đó. Và đầu em học như điên. Thì ở cái thời điểm đầu tiên đó, thì khi mà em làm trên nhà, thì em làm trang trại trên nhà, thì em vẫn đưa cá từ trên nhà xuống Sài Gòn để em bán. Người ta đưa cá từ Sài Gòn về trên núi bán, em đưa cá từ trên núi xuống đồng bằng em bán. Và buổi buổi đêm á, thì cứ khoảng 3 giờ đêm là xe xe ở trên nhà nó xuống tới Sài Gòn, thì bắt đầu 3 giờ đêm là em lấy cá em đưa xuống chợ Bình Điền em nhặt. Sau đó em trở về lại văn phòng là khoảng tầm 5 giờ 5 rưỡi, rửa xe các thứ, rửa vệ sinh sạch sẽ xong bắt đầu em ngủ. Khoảng 6 giờ em ngủ đến khoảng được tiếng tiếng rưỡi là bắt đầu là anh chị em đến làm việc, là bắt đầu em dậy em làm việc chung mọi người. Và ở cái thời điểm đầu tiên đó thì chúng em chưa có văn phòng như bây giờ đâu, tức là tất cả các anh chị em làm việc ở trong cái phòng trọ. Thì khi mà không có được những cái phòng văn phòng đẹp, không có những cái quy trình, hay là cũng thậm chí là hồi đó về là tất cả là mò mò mò, không có ai hướng dẫn, không có ai kèm cặp gì, mấy anh em là tự làm với nhau ấy. Đó, tự mò. Ví dụ như như các bạn bây giờ là có quy trình hết rồi, nó rất là dễ dàng và có người kèm cặp, có người hỗ trợ. Ví dụ như thậm chí có bạn sinh hoạt ở bên bên văn phòng của thầy Ninh ấy, là trực tiếp được thầy kèm luôn. Còn hồi đó là tụi em là em rồi là mấy anh chị em ở gọi là team của vấp ấy, tự mò hết, và làm đến 4 5 tháng liên tục không có cái không không có dư được cái đồng nào hết á, và thậm chí còn âm, bởi vì em xuất phát điểm là không không có đồng nào hết. Em mượn nợ 20 triệu và làm sau 5 đến 6 tháng vẫn âm. Nhưng mà các chị có biết, muốn biết là cái lý do tại sao mà khi em làm 5 6 tháng như vậy không có tiền nhưng em vẫn làm ạ? Rồi, Nếu em mà chưa các anh chị muốn, nếu mà các anh chị muốn biết thì comment ở bên dưới là muốn đi, thì em sẽ chia sẻ. Các anh chị comment hãy tôi mới comment biết. bên dưới là muốn, tôi muốn biết, thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị cái lý do tại sao làm không có tiền như vậy. Và thời gian đầu tiên nó khó khăn như vậy nhưng mà em vẫn quyết định kiên trì với công việc này. Rồi, rất nhiều người đã comment tôi mới biết rồi. Dạ, thì đó là trong cái khi mà em quyết định làm cái công việc này ấy, thì em thấy cái công việc này nó rất là nhân văn. Bởi vì khi mà em ra ngoài kia em làm rất là nhiều việc ấy, thì những cái ở ngoài kia vì cái đồng tiền ấy, con người ta chà đạp nhau, vì cái đồng tiền người ta lừa nhau. Nhưng mà khi mà bước vào cái môi trường làm việc cùng với tất cả anh chị em trong team, em thấy vì tiền mà mọi người giúp đỡ nhau. Và em thấy rằng ví dụ như khi mà khi đó em luôn thần tượng anh Ninh và chú Đinh, thì em nghĩ rằng khi mà mình làm đủ lâu, mình đủ kiên trì, mình đủ giỏi, thì bắt đầu mình cũng được như anh Ninh, mình cũng được như chú Đinh. Và đó là những cái người và những cái thần tượng, và gia đình cô Nga nữa. À, lúc đó em rất là thần tượng anh Ninh này, cô Nga, chị Nam Phương, chú Đinh, là bốn người đó, bốn người em rất là thần tượng. Và em bảo là khi mà em học đủ nhiều, em làm đủ nhiều, em đi đủ lâu thì em sẽ được, cũng được như chú, như các anh chị như vậy. Và khi mà làm như vậy thì cái mà những cái mà em học từ những cái khoa học ấy, bắt đầu là em về em ngồi em hệ thống lại của tại sao mình làm lâu như vậy, mình làm nhiều như vậy, nhưng mà tại sao mình vẫn chưa có được những cái kết quả, tại sao mình vẫn không có dư, tại sao cái thu nhập của mình nó vẫn vẫn đang còn bị âm. Thì bắt đầu em ngồi em hệ thống lại, thì bắt đầu là em thấy là ở mình học cái gì mình cũng học, cái gì mình cũng học, mình không có cái sự chọn lọc, và mình chỉ có đi học không thôi, mình không có tập trung vào mình làm việc, thì bắt đầu nó không tạo ra được cái doanh số đó. Và bắt đầu em ngồi lại em phân bổ lại cái thời gian và phân bổ lại về cái lịch học đó, thì
em ngồi em thiết lập ra cho mình những cái mục tiêu. Và trong tất cả những cái khóa học của team ấy, thì những cái anh chị coach thì có khi vẫn còn ấn tượng với em về là cái mục tiêu đó là cái mục tiêu lấy vợ. Thì lúc đấy ai cũng bảo em là mày còn trẻ vậy mà sao không đặt cái mục tiêu gì đi mà cứ đặt cái mục tiêu là lấy vợ. Thì em bảo như là mọi người bảo em thay đổi mục tiêu đi, em bảo nhưng mà chỉ có cái mục tiêu đấy nó mới đem lại cái cảm xúc cho em, chỉ có cái mục tiêu đó em làm vì cái mục tiêu đó. Thì nói thật là em với vợ em hiện tại bây giờ ấy, là quen nhau từ năm 2014, và em có hứa với vợ em là nếu mà đợi anh được 3 năm ấy, thì mình sẽ cưới. Bắt đầu em về trên Gia Lai em làm 2 năm, và sau đó quay lại Sài Gòn làm 1 năm. Và em quyết định đó là cái năm 2017 là em sẽ tổ chức đám cưới. Thì đặt mục tiêu đó là làm từ đầu năm đến 30 tháng 4 ấy, là để kiếm được 200 triệu để cưới vợ. Nhưng mà đến 30 tháng 4 thì hiện tại là vẫn đang là âm. Thì bắt đầu là đi cái đi cái khóa leadership ấy, thì bắt đầu tiếp tục lại đặt cái mục tiêu là làm để kiếm 200 triệu để cưới vợ. Thì đến cái mục tiêu đó em đạt được đó là đến cuối tháng 8. Tức là đặt mục tiêu tiếp theo đó là đến cuối tháng 9 là lấy vợ. Thì cuối tháng 8 này em đã gần hoàn thành được cái mục tiêu đó rồi. Tức là đi được một nửa chặng đường. Và đến đến tháng 8, đầu tháng 9 là bắt đầu đã chuẩn bị, tức là cũng đạt được một nửa mục tiêu để có tiền lo trang trải cho cái đám cưới. Và cái đám cưới của em thì nó cũng khá là tốn kém, bởi vì em thì ở hai vợ chồng em làm ở Sài Gòn, quê em ở Gia Lai, vợ em thì ở Nghệ An. Đó là phải đi rất là nhiều nơi, và hai vợ chồng quyết định là phải tự tự, tự lo cho cái đám cưới và không để cho các cụ phải lo bất kể cái khoản gì. Đó, thì đến lúc đó là em liên tục đặt cho mình những cái mục tiêu như vậy. Cho dù mọi người cười nhưng mà em vẫn đặt cái mục tiêu cho mình như vậy, bởi vì em muốn như vậy. Và khi mà đi học thì em rất là ấn tượng về những cái bài học mà anh dạy, đó là về cái cách thiết lập mục tiêu. Thì trước kia thì không có ai dạy em về những cái điều đó cả. Tức là lập cái mục tiêu dài hạn, cái mục tiêu ngắn hạn và cái mục tiêu tháng, mục tiêu quý, mục tiêu tháng, mục tiêu tuần và mục tiêu ngày. Thế lúc đó em về em chia sẻ với vợ em về những cái điều em học như vậy. Và trong đó có cái mục tiêu ngày, trong cái mục tiêu ngày đó là mỗi một ngày bạn làm 3 việc giúp bạn hoàn thành được cái mục tiêu của mình, 3 việc mà bạn cảm thấy nó quan trọng. Thì em về em nói với vợ em như vậy, và trước khi đi ngủ vợ em luôn hỏi anh hai làm gì. Bắt đầu là trước khi đi ngủ vợ em luôn luôn hỏi em là ngày mai làm cái gì. Thì lúc đó trong đầu em phải nghĩ là ngày mai em làm cái gì rồi, là bắt đầu em biết sáng mai thức dậy làm cái gì trước, cái gì sau, làm gì trước, cái gì sau. Và liên tục như vậy, vợ em giúp em như kiểu là giúp em NLP và giúp em đặt về cái mục tiêu của mình như vậy. Và có những thời điểm, có những lúc thì đặt mục tiêu nhưng mà không đạt được, có những lúc đặt mục tiêu nhưng không đạt được, nhưng mà mình không đạt được nhưng mình không bao giờ từ bỏ cái mục tiêu đó. Và đầu tiên thì em đặt cho mình cái mục tiêu đó là cưới vợ xong thì em rất thích cái MacBook Air, thì bắt đầu em làm test xong là em làm mua cái MacBook, xong rồi mua được cái máy, xong rồi bắt đầu em rất thích cái AB, xong đặt mục tiêu mua cái xe, xong rồi bắt đầu em nói vợ chứ 2 năm nữa anh mua nhà. Thì lúc đó là em đặt cái mục tiêu là mua căn nhà 10 tỷ. Và em bảo vợ em này, lúc đấy là vợ em có bầu rồi, thì em nói vợ em là anh sẽ mua nhà trước khi sinh nhật con. Tức là sinh nhật con trai em là vào 11 tháng 6 ấy. Thì trong quá trình đó thì vợ em luôn luôn nhắc là bao giờ mua nhà, bao giờ mua nhà. Vợ em luôn luôn hỏi em bao giờ mua nhà. Và khi hỏi như vậy thì giúp mình nhớ về cái mục tiêu của mình, và đồng thời nó cũng là một cái áp lực cho mình. Và thậm chí nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau về cái điều đó, nhưng mà những lúc cãi nhau xong tự cảm thấy mình sai. Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy? Tại sao vợ mình đang nhắc cho mình nhớ về cái mục tiêu, nhưng mà tại sao mình lại như vậy? Thì bắt đầu biết mình sai thì thôi xin lỗi. Và bắt đầu lại tiếp tục về cái mục tiêu mua nhà. Và cũng rất là may. Rất là may thì hai vợ chồng em, khi mà vợ em sinh em bé xong là 11 tháng 6 2018 đó, thì bắt đầu là vợ em ở nhà cùng đồng hành với em trong cái công việc nuôi kim luôn. Thì
trong cái những cái mà anh Linh dạy và anh Hiếu dạy thì em áp dụng rất là nhiều, và thực sự những cái mà các anh dạy thì em áp dụng nó cũng thành công, nó chưa chưa gọi là chưa chưa lớn nhưng mà nó đã có những cái thành quả. Nếu mà các bạn, ví dụ như các bạn mà chịu áp dụng và mình chịu khắc phục, chịu sửa chữa thì nó rất là thành công. Ví dụ như bây giờ hiện tại cái công việc của em thì em không còn bị phụ thuộc vào cái công việc nữa, tức là bây giờ em có hai bạn nhân viên sale, vợ em sale nữa, và em thuê một bạn chạy ads. Thì gần như là về cái việc bán lẻ của em ấy, thứ nhất là nó có cái sự đều đặn, và cái thứ hai là cái doanh số nó cũng đều đặn, và nó em sẽ có cái lãi từ cái bán lẻ và từ cái tiền hoa hồng từ hệ thống đó, duy trì được cái doanh số nó ổn định. Và khi mà làm như vậy thì em liên tục đặt cho mình những cái mục tiêu, là cái bài học về đặt mục tiêu em làm rất là nhuần nhuyễn. Và sau này khi mà đối với lại những cái bạn downline của em, hay là những cái đứa em của em, hiện tại bây giờ thì có ba người em của em đang là đồng hành cùng với em trong cái công việc này, đó là em gái tự em, và một cậu em trai thứ tư, và một cô em gái thứ năm, còn mỗi thằng út đang đi học, và một cái em bé đang đi tu thì không ấy thôi, còn lại là bây giờ hiện tại có bốn anh em đang đồng hành cùng trong cái công việc này. Và cái điều đó em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì anh em cũng được cùng làm, cùng nhau, cùng chơi với nhau, cùng chia sẻ với nhau và được gần gũi nhau, và cái điều đó làm em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc đó. Thì khi mà em áp dụng y chang cái cách xây dựng cái mô hình doanh nghiệp như anh chia sẻ cho em ngay từ những cái ngày đầu, thì đầu tiên hồi cái thời gian đầu tiên thì em áp dụng nó chưa được nhuần nhuyễn, bởi vì trong cái cách làm việc của mình nó còn cứng nhắc quá. Và đến bây giờ thì em cũng làm tương tự như anh nói luôn, tức là đối với lại nhân viên thì mình quản lý như không quản lý, tức là em chỉ quản lý trên cái số liệu và trên cái doanh số thôi, còn lại về họ làm cái gì hay họ làm sao em không quan tâm nhiều, miễn sao họ đạt được cái doanh số là được đó. Và bây giờ thì hiện tại cả vợ em nữa, em có ba sale với lại một ẹt, thì vợ em vừa sale vừa gói hàng nữa, thì luôn luôn là khi mà em chỉ bán lăn không thôi thì nó vẫn đủ cái doanh số. Và các bạn biết đấy, bán lăn lời rất nhiều, bán lăn mà mua nhà. Bán lăn mua nhà. Bán lăn mua nhà. À, Tuấn Anh là Thì vừa mới mua một căn nhà 2 tỷ mấy hả? dạ hơn 2 tỷ xíu ở quận 12. Ở quận 12. Thì dạ bây giờ thì em đang ở quận 12, còn văn phòng làm việc của em thì ở bên Gò Vấp. Em tiếp tục chia sẻ câu chuyện của em ấy, cho mọi người đang rất là hào hứng nghe. Không, thật sự lần đầu tiên là được live chung với thầy em cảm thấy rất là run, và live trước nhiều người vậy em cảm thấy Thật ra những câu chuyện rất là hay, rất là chân tình đúng không? Chúng ta thấy dạ. là Tuấn Anh là nhóm em là SC hả? Đúng không? Dạ. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng này, từ từ từng bước từng bước, nhưng vẫn là trở thành một leader, tạo ra cái kết quả và mang lại doanh số. Tuấn Anh cũng là Ruby up và cũng đã có tiền để mua được nhà đấy. Không, chúng ta không cần phải là mạnh mẽ quyết liệt giống như tôi đúng không, mà ở trong công việc đấy chúng ta làm đúng và tư duy đúng, công cụ đúng, kiến thức đúng thì mọi người chúng ta đều có thể thành công nếu chúng ta có một khát khao thành công. Thì thông qua chuyện Tuấn Anh thì chúng ta thấy rằng là Tuấn Anh là có một cái khát khao thành công chứ không phải là không có khát khao, tức là có khát khao thành công và luôn đặt cho mình những cái mục tiêu và luôn luôn làm là có mục tiêu và luôn có cái lý do đằng sau cái mục tiêu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Anh hãy tiếp Và tục chia sẻ cho tức mọi người được. là khi mà em đặt cái cho mình những cái mục tiêu như vậy thì em luôn nghĩ là em làm cái này vì điều gì, em làm cái này vì ai. Bởi vì khi mà em làm vì bản thân em á thì em không cảm xúc, bởi vì đối với bản thân em thì em chịu khổ từ nhỏ rồi, nên là khổ nữa cũng chịu được đó, chỉ có sướng chịu được thôi chứ khổ cỡ nào cũng chịu được. Thì khi mà làm bất kể cái việc gì cũng vậy thì em luôn nghĩ là em làm cái này vì điều gì, làm vì ai.
Và khi mà em về em xây dựng cái trang trại ở trên nhà cũng vậy. Ví dụ như cái câu chuyện về trang trại, tức là em nghĩ là em sẽ làm vì bố mẹ em làm vì những anh em họ hàng của em. Thì khi mà em phát triển cái mô hình trang trại như vậy thì đến hiện tại bây giờ khi mà về đó làm thì em là người đi tiên phong, em là người làm đưa cái mô hình đấy đầu tiên về trên cái đập thủy điện Iani ở trên Gia Lai làm cái mô hình nuôi cá lồng bè. Thì bây giờ cũng có khoảng tầm 7 đến 10 hộ người ta nuôi theo, người ta làm theo như vậy. Và đầu tiên khi em làm thì ai cũng bảo là mày không làm được đâu, mày không làm được đâu. Nhưng mà em thấy những cái người mà người ta nói em không làm được ấy, bởi vì họ chưa làm cái công việc đó. Họ chưa làm và họ nói mình không làm được nên em không tin. Và khi mà ngay từ nhỏ thì em thích làm cái gì là em phải làm cho bằng được. Em đã thích rồi là em phải làm cho bằng được. Và người ta càng bảo em làm không được ấy, thì em lại càng muốn chứng tỏ cho người ta thấy là tôi có khả năng làm được. Và ngay từ nhỏ thì khi mà em đi học thì tuy là nhà em nghèo như vậy nhưng mà em luôn lúc nào cũng rất là tự tin và lúc nào cũng sống rất là gọi là rất là hiên ngang, nghèo nhưng mà rất là hiên ngang. Và em có nói chuyện với bạn bè em là bố mẹ chúng mày giàu chứ còn chưa chắc chúng mày đã giàu hơn tao. Tức là em luôn nói với bạn bè em như vậy, bố mẹ chúng mày giàu còn chưa chắc chúng mày đã giàu hơn tao, còn nếu mà muốn biết thằng nào giàu hơn thì cứ bỏ ra sổ đo này, bỏ ra sổ nô. Tại vì khi mà em đi, khi mà như vậy thì chỉ có một cái điều, nó chỉ có một cái gọi là cái sự tự tin như vậy ấy, thì nó giúp cho em nó là cái nguồn động lực để cho em làm tất cả mọi việc. Và khi mà mình luôn tự trấn an mình, nhận mình luôn tự nhủ bản thân mình như vậy để khi gặp bất kể cái khó khăn gì hay là bất kể cái thách thức gì mình cũng đương đầu với nó. Toàn khi mà người ta bảo tự tin là 50% của thành công á, thì em lúc nào cũng tự tin về cái điều đó. Và với bạn bè cũng vậy, lúc nào mình cũng phải tự tin. Tuy nhà rất là nghèo, nghèo trong nghèo gọi là nếu mà so ra trong lớp học thì nghèo nhất lớp luôn, nhưng mà lúc nào cũng tự tin đó. Và khi mà em làm cái về cái trang trại như vậy thì em làm em muốn bố mẹ em đã bớt khổ hơn, bởi vì em thấy bố mẹ em làm những cái công việc lương thấp, ví dụ như ở Gia Lai ấy, thì nó có nhiều công việc cũng nặng nhọc, làm lương đấy vất vả rồi nắng rồi, thấy bố mẹ làm cơ cực như vậy mà thu nhập không được bao nhiêu thì em rất là thương. Và bảo bây giờ nếu mà mình cứ đi làm và mình gửi tiền về ấy, thì đó không phải là cái giải pháp. Và bây giờ thì hiện tại bây giờ thì khi mà em đi ấy, đầu tiên khi em đi ấy, thì em để lại cái trang trại đó cho bố em và cái người em trai của em tiếp tục làm. Và khi mà em ổn định cái công việc ở dưới này đó là đầu năm 2018 ấy, là đầu năm đợt tháng 9 2018, tháng 7 2018 là bắt đầu em đưa cái người em trai của em xuống đây để đồng hành cùng với em trong cái công việc này. Và tức là từng từng bước từng bước, tức là em không phải khi em làm được một phát là em đưa hết anh em thứ em rút hết xuống, nhưng mà tức là em đi từng bước một, nó chậm một xíu nhưng mà nó chắc. Tức là khi khi đó thì em đưa người em trai của em xuống và cái công việc ở trên nhà thì bắt đầu em giảm tải bớt dần. Và hiện tại bây giờ thì bố em chỉ có ở nhà nuôi cá thôi, cho cá ăn rồi ngày ngày cho cá ăn rồi nghỉ ngơi rồi ấy, là công việc nó rất là nhẹ nhàng đó. Thì em muốn tạo ra một cái công việc gì đó nó có thu nhập cho gia đình và nó giúp bố mẹ em nhàn nhã hơn. Và để gây dựng lên được cái đó thì thực sự là em rất là vất vả. Thực sự cái thời gian mà gây dựng lên cái trang trại đó thì em cày đúng như trâu luôn đó. Thì khi mà mình biết được mình làm vì ai, mình làm vì cái điều gì ấy, thì mình sẽ không sợ, mình không ngại những cái khó khăn, mình không ngại những cái vất vả. Cũng như khi mà bắt đầu làm cái công việc ở Nukin này vậy này, thì bắt đầu em luôn đặt cho mình cái mục tiêu là làm vì ai, làm vì cái điều gì. Và thực sự em rất là thành thục cái bài đặt mục tiêu của thầy. Và những khi sau này đối với lại em của em thì cũng như vậy, và những cái bạn đau lai của em vậy, thì thời gian đầu thì em luôn hỗ trợ họ đặt ra những cái mục tiêu và em hỗ trợ họ theo dõi cái mục tiêu của họ. Tức là đầu tiên thì em không có đặt cái mục tiêu gì cao xa đâu, chỉ hỏi là cái mong muốn của họ là cái gì đó,
sau đó giúp cho họ đạt được cái mong muốn đó. Ví dụ như có những bạn đến với em thì bạn muốn là một tháng các bạn kiếm 10 triệu, có bạn muốn kiếm 15 triệu, 20 triệu, thì bắt đầu em ngồi xuống lập cái kế hoạch và luôn luôn có cái bảng theo dõi sát cái mục tiêu của họ như vậy. Đối với những người mới thì em luôn theo sát họ trong 2 đến 3 tháng liên tục, để khi họ quen với cái công việc rồi thì bắt đầu em buông ra để cho họ tự làm đó. Và ngay cả với những cái đứa em của em bây giờ cũng vậy, em cũng theo theo sát như vậy, đó là hàng ngày em sẽ vào em xem là bây giờ một ngày lãi bao nhiêu trong cái bảng theo dõi mục tiêu đấy, rồi các bạn cập nhật nên bán bao nhiêu, trừ chi phí đi lãi lại bao nhiêu, thì em theo sát là các bạn đã có đạt được cái mục tiêu của mình hay không. Thì nếu mà thấy bán lỗ thì sẽ ngồi lại, anh em ngồi lại và em sẽ hỏi tại sao. Và khi mà gặp vấn đề thì luôn luôn anh em luôn luôn ngồi lại với nhau để hỏi tại sao như vậy, và đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi tại sao. Thì khi đi trả lời được cái câu hỏi tại sao thì nó sẽ ra được cái vấn đề đó. Và những cái ví dụ như bây giờ những cái người em của em vậy, em luôn theo sát cái mục tiêu của những cái người em của em và những cái bạn downline mới. Ví dụ như những cái bạn mà downline vào làm với em thì em sẽ theo 2 đến 3 tháng liên tục, khi mà họ đã thuần thục rồi thì em để cho họ tự làm. Hay quá. Tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ nếu mà các anh chị có cái câu hỏi nào á thì cứ cứ đặt thì em sẽ trả lời. Còn tự nhiên giờ ngồi nói chia sẻ em khá là hồi hộp nên là Có mấy câu hỏi mà anh gửi em ấy, em theo câu đó bắt đầu trả lời từng câu hỏi cho mọi người luôn. dạ để em tìm lại. Khi mà để có được cái thành quả ngày hôm nay á, thì em đã trải qua những cái thách thức nào và làm thế nào để em vượt được qua những cái thách thức đó? Những cái thách thức thì nói thực sự đó là những cái thách thức rất là nhiều, và cũng có nói thật là có những lúc mình muốn bỏ cuộc ấy. Nhưng mà mình phải nghĩ lại những cái lý do tại sao mình bắt đầu cái công việc này và cứ mỗi một lần mà gặp những cái khó khăn như vậy thì mình sẽ phải cố gắng vượt qua, cố gắng vượt qua. Thì khi mà mình trải qua được những cái khó khăn đó thì nó sẽ cho mình những cái bài học và nó cho mình những cái kinh nghiệm. Đơn giản ví dụ như khi mà các bạn làm đối với lại cái team của chúng ta làm về online ấy, thì các bạn có khá là nhiều bạn bị phụ thuộc vào cái quảng cáo ấy. Thì cứ mỗi một lần quảng cáo nó bị bão bùng ấy, thì bắt đầu các bạn lại nản chí. Nhưng mà các bạn hãy nên nhớ rằng ví dụ như mỗi một lần Facebook nó bị bão bùng như vậy ấy, đấy là việc của nó. Còn khi mà mình đã biết được cái quy luật của nó rồi ấy, thì mình sẽ gọi là sống chung với bão, sống chung với lũ, như ở miền Trung chúng ta, họ những người dân ở miền Trung họ hay hay sống ấy, và sống chung với lũ suốt, sống chung bão suốt là thành quen ấy. Thì mình cũng như vậy, tức là mỗi một lần Facebook mà bão bùng ấy thì bắt đầu mình tìm cách khắc phục, và cứ mỗi một lần bị như vậy thì tìm cách khắc phục thì bắt đầu mình sẽ có được những cái kinh nghiệm, có được những cái bài học, có được những cái trải nghiệm, và nó giúp ích rất nhiều cho cái công việc của mình. Còn ví dụ như khi mà gặp những cái khó khăn trở ngại mà chúng ta bỏ cuộc luôn thì chúng ta chỉ có một cái bài học duy nhất, đó là cái bài học bỏ cuộc, có một cái kinh nghiệm duy nhất là cái kinh nghiệm bỏ cuộc. Và nói thật là ở cái thời gian đầu tiên ấy, khi mà em khởi nghiệp, khi mà em bắt đầu công việc Nukin thì đúng thực sự nếu mà như đối với, không biết là có bạn nào có cái hoàn cảnh tương tự nhau không, đó là ví dụ như lúc đó em bắt đầu công việc thì không có tiền này, tiền là phải đi mượn, tức là mình muốn làm rồi, mình thích làm rồi, đã đầu đi mượn, mình vẫn mượn, tức là đi mượn của người anh đó là 20 triệu, 20 triệu về để làm, 20 triệu thì 6 triệu về đóng để đi học, còn lại là để nhập hàng, còn lại chi phí cho quảng cáo, chi phí cho ăn uống. Còn điện thoại thì lúc đó là em mua điện thoại trả góp, và máy tính thì là mượn máy tính của người yêu, xe thì thời gian đầu cũng là lấy xe của người yêu đi đi làm luôn đó. Và lúc đó hầu như là mình tay trắng, mình không có gì hết, nhưng mà mình đã quyết quyết định ra đi rồi ấy, thì mình phải làm sao để nó thành công, quyết định ra đi làm sao để cho nó thành công.
Và khi mà đã đi như vậy rồi mà làm không thành công mà lại quay trở về, mình cảm thấy nó rất là nhục. Đó, và đó cũng chính là cái động lực để mình làm. Và ở cái thời điểm đó thì ví dụ như cái chính những cái câu chuyện mà thầy Ninh chia sẻ là một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, khi mà thầy khởi nghiệp thầy ngủ chỉ có 4, 3 với 4 tiếng một ngày ấy, thì nó cũng là một cái động lực để cho mình làm việc. Và lúc đó thì những anh em làm ở trong cái làm việc ở những cái phòng trọ nó không lục chục, nó không được như bây giờ các bạn làm đâu, tức là không không có phòng máy lạnh, rồi là không có người hướng dẫn, không ấy đâu, tức là thấy ai làm được, thấy ai làm hay là đầu anh em chạy đến họ. Ví dụ như một số anh em thì ở Gò Vấp, một số anh em ở Bình Thạnh, một số anh em ở Thủ Đức, ở quận 9, thì bắt đầu là thấy ai bán được, thấy ai bán hay bắt chạy đến tận phòng của họ, ngồi đó hỏi khi nào làm được về đó. Tức là cái tinh thần làm việc nó như vậy, tức là mình luôn luôn chủ động, mình luôn sẵn sàng, mình đến tận nơi để mình học hỏi, chỉ cần thấy. Bởi vì và khi mà ở cái thời gian đầu tiên mà làm như vậy ấy, thì em cũng gặp nhiều cái khó khăn, làm không có tiền, chớ mà một ngày làm, tức là mình làm từ sáng khuya, tức là buông cái máy tính ra phát là có hôm thì 12 giờ, có hôm 1 giờ, ngủ chỉ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đồng hồ, có hôm ngủ được 3 tiếng đồng hồ, thì bắt đầu dậy chở cá từ bến xe miền Đông đi xuống chợ Bình Điền nhập, sau đó quay trở về lại văn phòng tắm rửa, rửa xe rửa đồ, bắt đầu ngủ thêm được khoảng tiếng đồng hồ nữa, và bắt đầu dậy tiếp tục công việc với anh chị em. Thì liên tục trong một cái thời gian rất là dài như vậy, thì bắt đầu là thứ nhất là người nó đuối, nhưng mà lúc đó thì mình nghĩ là bây giờ anh chị em làm được mình cũng phải làm được. Thầy Ninh thức một ngày là thức có ngủ có 4 tiếng, còn thầy thức thầy làm được thì mình cũng sẽ tập, nó sẽ quen, và về sau em cũng quen được cái điều đó. Và ví dụ như mình đến cái thời gian sau này ấy, khi mà em làm ấy, thì ví dụ như cứ 6 giờ em dậy, thời gian sau này em không có đi giao cá nữa, thì em làm đến 1-2 giờ đêm, xong đến 6 giờ, đúng 6 giờ là 6 giờ em dậy. Và từ khi bắt đầu có con ấy, thì cái thời giờ giấc sinh hoạt của em nó bị xáo trộn thêm một xíu thôi. Còn cái thời điểm trước ấy, khi bắt đầu làm thì bắt đầu là cái giờ giấc nó rất là chuẩn. Và cái tiếp theo nữa đó là khi mà vào với lại khi mà mình sinh hoạt với lại team ấy, thì mình học được, em học được một cái nữa, đó là về cái tính kỷ luật, cái tính kỷ luật. Và cũng nhờ cái tính kỷ luật đó thì bắt đầu cái bản thân của em nó mới phát triển dần lên mỗi ngày. Và đến thời điểm bây giờ thực sự khi mà em hẹn ai mà người ta trễ giờ em rất là bực mình. Ví dụ như thời gian đầu khi mà đi đi hỗ trợ lớp học, rồi là đi tham gia cùng với các anh chị em đi hỗ trợ những cái lớp học, thì cứ trễ 1 phút thôi, không cần trễ 1 phút, trễ 10 giây 20 giây thôi là đã bị nộp phạt 500.000 rồi. Mà cái hồi đó là đang làm mà không có tiền nữa, 500.000 là hồi đó rất là to, 500.000. Vậy nên là lúc nào mình cũng phải cố gắng đi sớm, cố gắng đi sớm, sợ kẹt xe này phải đi sớm. Và khi mà mình đi vào một cái môi trường nó kỷ luật như vậy thì nó giúp cho cái bản thân của mình nó cũng rèn được cái tính kỷ luật theo đó. Và em thấy được rằng cái tính đó nó rất là tốt đó. Và cái tiếp theo nữa đó là qua những cái chương trình học của team ấy, thì khi mà đứng ở cái vai trò là học viên ấy, thì em học được rất là ít. Nhưng mà khi mà em tham gia vào cái đội code, đấy mới là lúc em học được nhiều. Bởi vì khi mà em tham gia vào trong cái đội code ấy, thì thứ nhất là được được thầy Ninh trực tiếp rèn luyện hỗ trợ. Rồi sau đó khi mà đi hỗ trợ cho các anh chị em trong lớp học ấy, thì bắt đầu mình được học lại một lần nữa. Đó, mình học đi học lại, học đi học lại như vậy thì bắt đầu là cái mình thấm thấm nhuần được cái những cái bài học, và bắt đầu mình về mình áp dụng cho cái công việc của mình, áp dụng cho trong cái cuộc sống của mình. Đó. Thì nếu mà ví dụ như nếu mà anh chị em nào mà muốn bản thân mình phát triển và đỡ tốn học phí ấy, thì cứ cố gắng tham gia, nỗ lực làm sao để tham gia được vào trong cái đội code ấy, thì các anh chị sẽ học được rất là nhiều, và cái bản thân của anh chị nó phát triển lên rất là nhanh. Bởi vì nói thật là cái thời gian gần đây ấy, chúng anh ít tham gia vào cái đội code.
Vì một phần á, về cái công việc kinh doanh nó cũng không có vướng bận gì nhiều nha. Chủ yếu là Tuấn Anh khi mà có con á, thì con của Tuấn Anh nó bị cái bệnh trào ngược, tức là cứ cho ăn xong là nó ói, cho ăn xong là ói. Thì thời gian đầu tiên là Tuấn Anh thuê rất là nhiều người, thuê tới đa người giúp việc, tức là người ta trông nhưng mà người ta trông không được. Tức là cái thời gian mà bé mới sinh thì bà nội bà ngoại trông cho được 2 tháng đầu, sau đó là mình có thuê người giúp việc về trông, nhưng mà trông không được. Rồi bắt đầu Tuấn Anh quyết định là thôi, bây giờ mình tập trung vào bán lẻ, tập trung vào duy trì cái đội nhóm hiện tại và dành nhiều thời gian hơn cho con của mình, và mình chấp nhận đi chậm hơn một xíu. Đó, đó cái là cái lý do tại sao mà em vắng mặt nhiều trong những cái buổi code, những cái đó. Bởi vì thực sự mình khi mà các bạn có con ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó. Ví dụ như con đau, con ốm hay là ấy, thì bắt đầu là các bạn sẽ cảm nhận được. Và bắt đầu khi mà bây giờ cái khi mà con của Tuấn Anh nó đã lớn hơn một xíu và nó đã tức là nó không còn bị ít ít bị trào ngược như vậy rồi, bắt đầu Tuấn Anh đang lập lại những cái mục tiêu, lập lại những cái kế hoạch để bắt đầu đi lại vào cái đường đua, tiếp tục quay lại cái đường đua của mình. Moscow. Yes. Yes. Zealand. Anh thấy Yes. họ kiếm người giúp việc mà của Philippines đấy, họ rất là Dạ. chuyên nghiệp. Khoảng 5-600 đô một tháng. Nhưng họ được đào tạo về làm việc rất là ok, mọi cái nó rất là tốt đấy. Dạ. Mà cũng không có cao đâu. Thì cái thời gian đầu tiên mà em thuê người giúp việc thì 1 tháng cũng, ví dụ như thuê ở Việt Nam đây không, cũng phải trả đến 6 đến 7 triệu. Nuôi người ta ăn ở 1 tháng mình phải trả họ khoảng 6 đến 7 triệu. Thì từng người, có người thì người ta đòi 6 triệu, có người đòi 6 triệu rưỡi. Đúng rồi. Đó là một cái thông tin có thể tham khảo thế mà. Rồi Dạ. các bạn có câu hỏi gì với Tuấn Anh thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho Tuấn Anh để Tuấn Anh có thể chia sẻ và hướng dẫn cho chúng ta. Vậy thì trong khi mà chờ đợi những cái câu hỏi của mọi người đó, thì anh muốn đặt một câu hỏi với em là vậy thì khi mà em dẫn dắt nhiều nhiều người mà lại đến từ nhiều thành phần khác nhau này, rồi độ tuổi khác Dạ. nhau này, trình độ khác nhau này, rồi những cái khác nhau như vậy thì làm sao để em có thể thống nhất cùng với mọi người và cùng với nhau gọi là em lãnh đạo mọi người như thế nào để nó tạo ra cái kết quả? Thì khi mà làm việc với cái đội nhóm như vậy, thì đầu tiên đó là cái công việc đầu tiên đó, em phải ngồi xuống em làm việc với từng người một. Tức là em xây dựng lên, đầu tiên thì em phải xây dựng lên một cái quy chuẩn chung của cái team của em. Tức là em đưa ra những cái nội quy chung của cái team của em, và em tìm những cái người nó phù hợp với những cái tiêu chí đó thì em mới cho gia nhập team. Còn những cái người nào mà em cảm thấy nó không phù hợp với những cái tiêu chí của cái team của em ấy, thì em không có nhận. Đó. Còn ví dụ như đối với lại những cái bạn mà G2, G3 thì bắt đầu là em sẽ ngồi em nói chuyện với họ. Ví dụ như bây giờ em muốn gia nhập team thì cái quy tắc của team nó là như vậy, ABC đó. Thì bắt đầu là đầu tiên là mình phải đưa ra được cho mình một cái quy tắc của team đã. Rồi sau đó mình sẽ ngồi mình nói chuyện với họ. Tức là ngồi nói chuyện với từng người, làm rõ cái mục tiêu của họ. Làm rõ cái đầu tiên là phải làm rõ cái mong muốn của họ đã. Và khi mà mình làm rõ được những cái mong muốn của họ rồi thì mình sẽ nói cho họ biết là bây giờ nếu mà em mong muốn như vậy, em muốn đạt được cái kết quả này, và thì bây giờ em gia nhập vào team thì em phải tuân thủ theo những cái điều này. Thì nó sẽ giúp, thứ nhất là nó giúp cho em phát triển được cái bản thân em, nó giúp cho cái khả năng giao tiếp của em tốt hơn, khả năng bán hàng của em tốt hơn, nó giúp cho con người em phát triển hơn về tất cả mọi mặt. Thì lúc đó em sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình. Thì ngay từ đầu, tức là em sàng lọc ngay từ đầu. Ví dụ như khi nói như vậy thì có những bạn thì bạn cảm thấy là phù hợp, bạn thấy là những cái quy tắc này bạn có thể theo được. Còn có những bạn thì sau khi bạn nghe xong thì bắt đầu bạn bảo là em chưa phù hợp. Thì những bạn mà bạn cảm thấy chưa phù hợp ấy, thì em vẫn giữ những cái liên lạc với bạn, tức là lâu lâu chat, lâu lâu hỏi thăm, hai em làm bữa nay em đang làm gì, công việc tốt không, tức là mình vẫn giữ cái mối liên hệ với họ.
Và Dạ. khi khi mà mình giữ những cái mối liên hệ như vậy thì bắt đầu những cái khi mà cái công việc của bạn thấy rằng cái team của em nó phát triển lên, bạn thấy cái bản thân em có những cái thay đổi thì bắt đầu là bạn bạn có những cái khao khát, bạn muốn quay lại bạn làm cùng với mình. Yeah. Đây, tiếp tục, tiếp tục. Còn còn về thực ra thì khi mà đối với những cái khi mà làm việc đội nhóm như vậy thì nó có những bạn thì còn rất là trẻ, đang còn là sinh viên, có những bạn thì mới học hết 12, nhưng mà cũng có những anh chị là chủ những cái doanh nghiệp. Thì khi mà làm như vậy thì bắt đầu mình phải phân lại ra, ví dụ như những cái đối tượng nào mình nên cho theo cái nhóm nào, những cái kỷ luật như nào, cái hỗ trợ như nào. Còn ví dụ như những cái anh chị mà làm về doanh nghiệp, làm về spa thì mình lại phải có những cái hướng khác để mình hỗ trợ họ, chứ không thể nào mà mình gom tất cả mọi người vào được. Tức là ngay từ đầu em sàng lọc ra mỗi người em sẽ hỗ trợ theo một cái cách khác nhau. Ví dụ như đối với lại những cái anh chị mà người ta thứ nhất là người ta có tiền, cái thứ hai người ta có mối quan hệ và người ta có kinh nghiệm rồi ấy, thì em sẽ hướng cho họ xây dựng cái team theo cái cách mà em đang xây dựng. Đó là xây dựng nên một cái mô hình doanh nghiệp, em gọi là em đi đâu em cũng giới thiệu đó là cái mô hình của em, đó là cái mô hình doanh nghiệp online mini. Tức là một marketing, ba sale và kế toán thì là hai vợ chồng em tự kiêm luôn. Hai vợ chồng em tranh thủ gói hàng và kiểm soát cái hàng hóa đó luôn. Đó. Thì khi mà còn ví dụ như đối với lại những cái chị đó thì không gói, thì em sẽ chia sẻ cho họ thêm về cái cách về cái đó, tuyển thêm một bạn kế toán nữa để cho bạn xử lý những cái đơn hàng, xử lý những cái khiếu nại của khách hàng. Đó là tùy tùy từng cái đối tượng thì em sẽ có những cái cách hỗ trợ khác nhau. Và em thấy rằng cái cách mà để ví dụ như như khi anh chia sẻ đó là để xây dựng ra được một cái mô hình mà 3 đến 4 sale cộng với một marketing ấy, thì nó đòi hỏi rằng cái bản thân của mình ấy, nó phải phát triển khá là nhiều. Tức là phải mình phải học hỏi và mình phải trau dồi cho mình khá là nhiều những cái kiến thức. Bởi vì thì khi mà mình làm như vậy thì mình sẽ học về quản lý về tài chính này, quản lý về con người này, học về cách tuyển dụng này, rồi cách làm sao để tạo động lực cho nhân viên làm việc này. Đó, tức là mình phải học rất 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 nhiều thứ. Và thời gian đầu thì em khi mà em áp dụng để em làm cái mô hình như vậy thì nó cũng bị ấy, tức là nó bị lỗi nhiều. Bởi vì cái căn bản là ví dụ như các bạn nhìn vào các bạn không phục mình, bởi vì mình nói rất là nhiều, mình nói nghe mình nói thì rất là hay, nhưng mà đến lúc mình làm dở quá tức là dẫn đến chuyện các bạn không phục. Thì sau này em tập trung vào đó là em tập trung vào em luyện, tức là mình tập trung vào cái thế mạnh của mình mạnh cái gì thì mình làm cái đó, còn cái gì mình không mạnh thì mình chỉ dừng ở cái mức độ biết thôi, còn lại mình thuê đó. Và em cái về cái tư tưởng của anh đó, em làm y như cái tư tưởng đó, và bắt đầu là em cũng hướng dẫn lại cho những cái downline của em làm tương tự như vậy. Tức là mình chỉ tập trung vào những cái điểm mạnh của mình thôi. Ví dụ như em mạnh về quảng cáo thì em mạnh về quảng cáo và mạnh về tuyển dụng thì em làm hai cái đó thôi. Còn lại những cái khác thì ví dụ như về sale thì em sẽ thuê. Và khi mà đối với sale của em ấy, thì những nhân viên sale của em thì bây giờ em thường thì 1 tuần có khi 2 tuần em mới gặp họ này. Còn lại là để họ làm việc trên văn phòng, mà có cần gì thì em chat, còn khi nào cần thì em mới lên em gặp. Bởi vì khi mà làm như vậy thì em xây như trước em dựa vào cái KPI mà anh và anh Hiếu xây dựng lên ấy, thì em có chỉnh sửa lại một chút xíu nữa để cho nó phù hợp với lại cái team của mình, nó phù hợp với cái mong muốn của mình. Thì em cứ áp theo như vậy, em chủ yếu em tập trung vào thưởng thôi, còn em không có phạt. Tức là đạt được những cái mức như vậy thì em thưởng, và khi mà mình tập trung vào thưởng nhiều thì mình sẽ khuyến khích được họ làm việc tốt hơn và mình không tạo cho họ được những cái áp lực đó. Và khi mà em chỉ tập trung vào cái tức là em chỉ quản lý họ thông qua cái doanh số thôi, họ làm cái gì cũng được, nhưng một ngày em giao cho họ những cái công việc đó, em mô tả cái dựa vào bảng mô tả công việc đó, cứ làm y như vậy, làm xong thì miễn sao ra kết quả là được đó. Và bây giờ thì gần như cái mô hình của em nó vận hành tự động luôn, em không phải tham gia vào quá nhiều, em không phải điều chỉnh quá nhiều.
Và để làm được cái đó thì mình phải mất một thời gian khá là dài. Tức là đầu tiên là các bạn phải lựa, phải tuyển nhân viên về, sàng lọc ra được những nhân viên đáng tin cậy. Tức là trong cái quá trình làm thì mình phải có cái sự chọn lọc. Ví dụ như khi mà mình chưa có kinh nghiệm như vậy, mình tuyển về á, tuyển nhân viên về á, thì sẽ có những nhân viên làm tốt, sẽ không có nhân viên làm tốt. Tuy nhiên những nhân viên nào làm không tốt thì mình giới thiệu cho họ công việc khác và mình ngồi nói chuyện thẳng thắn với họ. Rồi anh thấy công việc này nó không phù hợp với em thì thôi anh em mình sẽ chấm dứt ở đây và anh sẽ hỗ trợ cho em những khoản ABC để em đi em tìm cái công việc khác. Và cái yếu tố tiếp theo nữa là mình phải tìm ra được những cái người thật thà. Rồi. Khi mà mình muốn vận hành tốt được cái công việc đó, mình phải tìm những cái người thật thà. Rồi, ok, thì các anh chị có cái câu hỏi nào thì cứ cứ hỏi ha, thì anh sẽ chia sẻ thêm. Ok. À, chúng ta vừa nghe câu chuyện của Tuấn Anh rồi đúng không? Chúng ta có những câu hỏi gì thì chúng ta đặt câu hỏi về Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa chia sẻ chúng ta về cái kinh nghiệm thì cái mô hình mà Tuấn Anh đang làm đó các bạn. Thì đó là những cái mà mình setup nó từ cái thời gian đầu tiên. Thì Đúng bọn rồi. mình có một cái quy tắc như thế này. Có là khi mà mình làm việc với nhân viên á, mà bởi vì cái tuyển đầu vào của chúng ta đã tuyển từ điểm 7 trở lên này, tức là nhân viên họ đã có một cái gọi là cái đạo đức rồi này, đã có cái sự thật thà rồi này, rồi họ là đã có một khả năng bán hàng nhất định rồi. Tức là cái nhân viên thì nó luôn có một cái nền tảng như vậy thì mình mới nhận vô để người ta làm. Đúng không? Dạ Đó. đúng rồi. Rồi. Vậy thì khi mà họ đã có làm việc như vậy, nó đã một có một cái nền tảng về cái bán hàng rất tốt rồi đó, thì việc của mình đó là gì? Mình không có quy tắc trong cái làm việc với đội ngũ nhân viên đó, đó là không phạt, mà nhân viên thì mình chỉ có thưởng thôi. Có nghĩa là lương thì mình cho một cái mức lương cố định, đó là 6 triệu là lương căn bản là ai cũng có Dạ. một cái mức lương Đúng rồi. đó, rồi đóng cho họ một cái bảo hiểm, đó là bảo hiểm nhân thọ. Ví dụ như mình đó là mua cái bảo hiểm đây Life thì một tháng một nhân viên như vậy khoảng 1,5 triệu nữa. Đúng không? Thì tính ra là nó khoảng 7,5 triệu lên cho một nhân viên rồi. Và sau đó là thưởng, thưởng trên KPI. Có là bán được cái doanh số này thì họ sẽ, ví dụ như cái lăng của em thì nó là dễ đúng không? Đúng rồi. Một ngày chỉ Dạ. cần bán là 5,6 triệu đúng không? 5,6 triệu là được thưởng 100.000 rồi. 5 triệu, bữa nay 5 triệu này em thưởng 100.000 ạ. Đó, 5,1 triệu. Rồi bắt đầu lên được 10% thì thưởng được trăm mấy ngàn. Đó, có là Dạ. một mà bán á, một ngày mà doanh số khoảng tầm 10 triệu ha, 100% là khoảng 10 triệu đấy. Thì như vậy là chúng ta có thưởng là thưởng tháng này, thưởng 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 tháng này, rồi thưởng quý này, thưởng quý Thưởng này, năm. thưởng tuần, thưởng tháng, thưởng quý, rồi thưởng năm. Cứ là nguyên cả Dạ. một năm đó mà họ vượt qua đã doanh số một ngày cứ đều đặn 10 triệu một ngày đó, thì cuối năm là họ thưởng đến cả 100 mấy triệu. Có nghĩa Dạ là đúng rồi. cái thưởng KPI mà mình thưởng cho họ rất là cao, thì như vậy thì họ sẽ rất là nỗ lực, họ rất là chịu khó. Và lúc này thì có thể là thời gian đầu tiên ấy, mất thời gian đầu tiên đó là mình kèm cặp, mình huấn luyện cho họ một chút thôi, nhưng phía sau này đó là chúng ta chỉ cần khoảng tháng chúng ta gặp họ lần hai lần cũng ok đó. Rồi ví dụ như Dạ. có đợt anh đi Cebu đi học tiếng Anh đấy, 2 tháng sau mới gặp, cũng là cũng không chat cũng không nói chuyện gì luôn, 2 tháng sau mới gặp. Mà trước đó là 1 tháng rồi, tháng mấy tháng trước đó là mình cũng rất là ít khi mình nói chuyện, ít khi mình gặp, mà họ vẫn làm, bởi vì nó là đã ra một cái hệ thống về thưởng rồi. Có là mình chỉ có thưởng, thưởng, thưởng và thưởng thôi, chứ không có quy tắc về phạt. Đó. Còn việc của mình đó là mình cứ làm một cái lượng traffic mình đầu vào, cái khách hàng vào nó thật tốt vào, rồi sau đó là có bộ phận anh thì kế toán là họ làm, mình thuê người làm hết luôn. Tức là tất cả không phải bán lẻ là mình thuê nhân viên họ làm hết từ A đến Z. Đó. Thậm chí Dạ là đúng nhân viên của anh là biết vào điểm luôn. Đó. rồi. Nhập hàng rồi vào điểm, rồi sắp xếp điểm cho các bạn downline của anh luôn. Và nhân viên của anh luôn, họ làm luôn, đó là gì? Họ chốt sale khóa học xong rồi bắt đầu họ lọc dùng cho anh là downline nào tốt và downline nào không tốt. Đó. Xong rồi bắt đầu họ nói cho anh là người này tích cực này, người này không tích cực này, người này muốn làm này. Xong rồi bắt đầu có là họ làm một cái bước sàng lọc cho mình trước. Đúng chưa? Đó. Xong rồi thậm chí là họ phỏng vấn, họ gọi điện để họ phỏng vấn dùng cho mình về cái đó. Xong đến khi mà bắt đầu lọc ra rồi thì mình mới làm việc với những người leader thôi. Có là những người nào mà họ đã có một sự sàng lọc và tốt rồi đó, thì bắt đầu anh mới Dạ. làm việc với những người đó. À, làm việc với những người đó thì chủ yếu là mình làm việc về mặt con người, mình đào tạo cho họ về cái tư duy thôi. Còn về kỹ năng về bán hàng thì nhân viên anh cũng hướng dẫn luôn. Rồi khi mà họ muốn tách ra làm một cái mô hình về nhân viên ấy, thì mình anh có nhân viên đó là kế toán thì họ hướng dẫn luôn cho cái người mới của mình ấy, là về quy trình làm một cái KPI, làm về kế toán, là bạn Loan mà ngày xưa em cũng gặp đúng không?
Thì hồi Dạ đó đúng nhân rồi. viên của anh từ đó giờ chị vẫn làm việc như vậy thôi. Thì họ sẽ đào tạo và hướng dẫn và gần như là giúp mình cái phần mà chuyển giao đó cho người ta nó rất là bài bản và cụ thể luôn. Thì Dạ. bây giờ là mình thì chỉ làm một việc đó là mình đào tạo về cái tư duy cho Dạ. cái đội ngũ mới của mình thôi. Còn lại về mọi cái hỗ trợ thì đã có nhân viên của mình là support. Nên là nhân viên của anh không chỉ là bán lẻ không mà còn support cho anh rất nhiều trong cái việc mà xây dựng ra một cái hệ thống nó vững chắc. Tức là em cũng áp dụng theo nhờ nó mới đạt được đến cái đoạn mà bán lẻ làm tốt về cái khâu bán lẻ và duy trì cái doanh số hàng tháng cho mình thôi. Chứ còn về những cái trình cao hơn như anh nói thì chưa chưa ấy chưa chưa đạt được. Thì ví dụ Dạ. như về doanh số tốt ấy, thì anh còn ví dụ như bố mẹ của nhân viên mà họ có sức khỏe không tốt chẳng hạn, thì mình cũng Dạ. lấy waistband ra mình tặng cho người ta. Thực ra là waistband nó đã mất nửa tháng lương rồi nhưng mình cứ Dạ. tặng. Rồi hay là nhân viên mang bầu thì mình mua lai phát bầu mình tặng cho người ta dùng nguyên cả từ lúc mà mang bầu cho đến lúc sinh luôn, đúng không? Rồi nghỉ, ví dụ bạn nào mà mang bầu mà nghỉ sinh ấy, thì mình cũng theo chế độ của nhà nước là nghỉ 6 tháng vẫn trả lương bình thường. Thì đến lúc mà người ta nghỉ Dạ. thì người ta quay về người ta làm và Dạ. nó lại tạo ra doanh số liên tục. Thì đó là mình đã tạo ra một cái nền tảng, đó là đội ngũ bán lẻ nó rất là ổn định và bền vững. Đó, nó Đúng đều hoạt động đều như vậy thì doanh số chúng ta luôn được đảm bảo. Thì như vậy và họ lại còn vì mình đã hết lòng với họ rồi thì họ cũng sẽ hết lòng với mình thôi. Và lúc đó Chính nó làm mọi thứ cho mình rất đều đặn và lúc này thì chúng ta sẽ có tập trung thời gian vào việc đó là phát triển hệ thống nó vững mạnh hơn và Dạ nó đúng rồi. vượt xa hơn. À, từ đó là chia sẻ thêm một chút cho anh em để chúng ta tham khảo thêm về cái mô hình, đó là chúng ta tạo ra mô hình bán lẻ. Thì sau đó là những cái việc mà chúng ta phát triển cái người mới ấy, thì cứ nả vô đưa vô những cái sự kiện của team chúng ta và vào sự kiện để sau đó chúng ta làm việc với họ, chúng ta nói chuyện với họ rồi chúng ta chăm sóc và chúng ta theo sát luôn luôn là theo sát luôn luôn ở bên cạnh để mà giúp cho họ vượt được qua cái giai đoạn đầu tiên. Bởi vì giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà người ta gặp nhiều vấn đề nhất. Và bởi vì lúc Đúng này rồi. kiến thức của người ta đang còn ít nè, kỹ năng người ta ít, kinh nghiệm người ta cũng ít và lúc đó người ta đối diện với rất nhiều thách thức, đối diện với rất nhiều cái khó khăn ở bên ngoài mà người ta tác động rồi cả về kết quả nó chưa nhiều. Thì lúc đó đó là thời điểm mà chúng ta cần ở bên cạnh họ, phải đào tạo, phải huấn luyện và chia sẻ và hỗ trợ và giúp cho họ vượt được qua giai đoạn đó. Và khi mà người ta bắt đầu bán lãi được đều đặn một tháng 100 triệu rồi thì lúc đó thì họ không cần bạn nữa đâu, họ đã tự biết cách làm như thế nào để thành công rồi. Đến lúc đấy đuổi họ không đi Chính xác. Thì ví dụ như đợt này anh làm lớp 5 giờ sáng anh dí một ngày là làm đầu tiên đó là phải ngày lãi một ngày 3 triệu nước đá rồi tính sao tính đấy. Ví dụ như Dạ. vừa rồi là có một cặp vợ chồng mà cũng ở trên Lâm Đồng xuống đấy, thì của chị Song Nghi đúng không, thì hai hai anh hai vợ chồng là lúc đầu cũng tính về rồi nhưng sau đó bắt đầu bán ra lãi. Bán ra lãi bây giờ là lãi cái ngày 10 triệu, ngày 10 triệu, ngày 10 triệu, tự nhiên là chồng đã về trên kia quay lại làm tiếp. Nên là khi mà chúng ta ra lãi tự nhiên chúng ta có động lực, còn lãi chúng ta có cảm hứng và lãi là chúng ta có niềm tin và chúng ta sẽ làm rất là hiệu quả và lúc đó chúng ta sẽ biết cách phải làm như thế nào để thành công. Nên là cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần phải tập trung vào việc đó là một người mới giúp cho họ có lãi được 100 triệu một tháng đã. Chúng ta cần phải focus Dạ vào đúng. cái điều đó và tập trung mọi nguồn lực để giúp cho người ta bán ra lãi. Còn người ta eject hay chưa điều đó chưa quan trọng lắm. Rồi người ta có hệ thống hay chưa điều đó chưa quan trọng lắm. Cứ giúp cho họ bán lãi có đã. Bởi vì người ta có lãi thì lúc đó hệ thống nó sẽ tự động ra thôi. Dạ, đúng thì những cái mà em đang làm cũng y như anh vừa nói, như anh vừa chia sẻ. Đó là những cái bạn đến với em đầu tiên thì đầu tiên em đều giúp họ bán có thu nhập có lãi đó. Tức là cái mục tiêu đầu tiên đó là giúp họ kiếm tiền chưa cả. Xong rồi về cái danh hiệu rồi là về cái hệ thống thì mình chưa có ấy. Tức là mình chưa có đặt nặng. Tức là mình cứ tập trung làm sao để, tại vì khi mà họ bán hàng mà họ có lãi rồi ấy, thì lúc đó mình không nói họ thì họ cũng tự động đi họ họ đi họ xây hệ thống. Và khi mà họ bán mà nó đã có lãi rồi ấy, thì lúc đó thì họ đã hoàn thiện cho mình được về cái cách làm việc rồi. À, lúc đó thì họ mới có thể hướng dẫn lại cho những cái người downline của mình, họ hướng dẫn lại cho những cái người mà họ tuyển dụng vào, cho những cái người mà họ bảo trợ vào, thì lúc đó mình sẽ gọi là giảm tải được cái lượng công việc. Đúng rồi. Đó.
Ok, em có thêm chia sẻ những cái trải nghiệm hay là những cái kinh nghiệm gì cho mọi người. Đó là chúng ta có những câu hỏi gì thì chúng ta cùng đặt câu hỏi cho Vũ Tuấn Anh để Vũ Tuấn Anh cùng chia sẻ với chúng ta nhé các bạn. Đó. Đúng không? Vũ Tuấn Anh sẽ chia sẻ chúng ta để hỗ trợ cho chúng ta nhiều lên và chúng ta nắm được những cái phần làm sao để chúng ta có được cái thành công. Và chúng ta thấy là từ hôm livestream từ hôm đầu cho đến giờ đó thì chúng ta đều thấy một cái câu chuyện thành công đó là gì? Mọi người đều nếu đầu tiên á, là đều có những cái sự khó khăn ban đầu này, rồi xuất phát điểm cũng khá là thấp này, rồi tài chính thì cũng không có này, nhưng làm sao mà để phát triển nhanh, bền vững? Đó chính là tập trung vào việc bán lẻ có lãi. Thời gian đầu tiên mọi người đều focus vào một việc duy nhất thôi, đó là bán lẻ và có lãi. Và khi mà chúng ta Đúng có rồi. lãi được cả 100 triệu một tháng đấy đều đặn, thì tự nhiên thứ nhất là chúng ta sẽ có cảm hứng, thứ hai nữa là chúng ta ra nói chuyện và chúng ta để xây dựng ra hệ thống ấy, nó không dễ, bởi vì đó là câu chuyện thật và chúng ta có tiền thật và chúng ta có lãi thật, thì chúng ta sẽ chứng minh được cho người khác đó. Và rồi sau đó thì và khi mà chúng ta đã làm được có lãi thì chúng ta mới biết cách để đào tạo cho người khác như thế nào. Còn nếu mà chúng ta không có lãi đấy thì chúng ta đào tạo hay là chúng ta hướng dẫn cho người khác thì nó dừng ở mức đó là về chúng ta nói thôi, nhưng chúng ta không, hay là chúng ta hay nói một cách dân dã đó là gì, chém gió, chứ nó không Dạ là chém thật, đúng không? đúng Đó, tức là mình phải rồi. yeah. Và có một cái mà em muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em và các bạn, đó là ví dụ như ở trong cái thời gian đầu tiên ấy, thì thực ra thì ai cũng gặp khó khăn hết, tức Yeah. là ai cũng gặp khó khăn hết, nhưng mà cái quan trọng đó là cái sự quyết tâm và cái nghị lực của các bạn làm sao để vượt qua được cái khó khăn ở cái giai đoạn đầu tiên. Đó là thường thì khoảng tầm 3 đến 4 tháng đầu tiên ấy, các bạn sẽ rất là khó khăn. Bởi vì lúc này các bạn phải vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Và cái gần như cái thời gian mà các bạn học ấy, nó chiếm hết khá là nhiều. À, và còn một cái nữa em cũng muốn chia sẻ, đó là về cái cách mà mình sắp xếp công việc. Cái cách mà mình sắp xếp công việc mình làm. Yeah. Thì ở đây thì ví dụ như khi mà các anh chị làm quen rồi thì các anh chị sẽ thấy rằng trong một tháng thì nó sẽ có những ngày Facebook nó bão bùng, thường là cuối tháng hoặc là đầu tháng nó sẽ rơi vào những cái ngày đó. Thì những cái ngày đó thì các anh chị chúng ta tập trung vào chúng ta làm những cái việc khác, hoặc là mình lên kế hoạch cho những cái ngày đó. Ví dụ như mình có thể là tuyển dụng, hoặc là mình có thể là dành thời gian cho gia đình hay là cái gì đó, thì tùy các anh chị. Còn những cái lúc mà ví dụ như những cái lúc mà anh chị mà quảng cáo nó đang ra thì mình tập trung vào mình bán hàng. Và ở đây thì khi mà làm như vậy, thì khi mà em áp dụng như vậy thì cái kết quả của em nó rất là đều đặn. Tức là khi mà quảng cáo mà đang chạy ổn định thì có ai gọi cái gì cũng kệ. Và khi mà mình làm như vậy thì nó sẽ bị vướng vào những cái ví dụ như anh em bạn bè rủ đi chơi không đi này, những cái cuộc gặp mặt gia đình mình không đến này, thì bắt đầu là mọi người sẽ nghĩ là bây giờ nó có tiền rồi, bắt đầu là nó kinh thế nọ, nó kinh thế kia, hay là bây giờ nó có vợ rồi, nó sợ vợ, nó không đi nọ không đi kia. Thì những cái điều đó ấy, thời gian đầu mình cũng cũng bị áp lực, nhưng mà vì sau mình ngồi mình nghĩ lại, bây giờ ví dụ như bây giờ một ngày á, ví dụ như một ngày cái khi mà cái công việc của mình, cái tiền quảng cáo mình chi ra như vậy, và mà mình không xử lý khách hàng, mình không bán hàng, mình không phụ, mình không làm á, thì làm sao mình có thể đạt được cái mục tiêu, làm sao mình có thể duy trì được cái lợi nhuận của mình. Còn ví dụ như về anh em bạn bè thì từ từ, nếu mà mình sống với người ta làm sao ấy, thì trước sau sau làm sao thì từ từ người ta sẽ hiểu. Và ví dụ như khi mà đối với lại những anh em bạn bè thì khi mà họ gặp khó khăn ấy, thì mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ họ hết mình. Còn ví dụ như những cái trong những cái cuộc chơi hay là những cái cuộc họp mặt tụ họp ấy, thì mình tùy tùy từng cái từ tùy từng những cái cuộc gặp gỡ như vậy, và mình sẽ từ chối và mình phân chia ra nó rất là rõ ràng. Ví dụ như buổi sáng ấy, buổi sáng thì cái thức dậy rồi là làm một số công việc gia đình, thời gian gia đình con cái cứ xong là khoảng tầm 10 giờ thì bắt đầu là vợ chồng mình tập trung vào bán hàng. Và nếu mà ví dụ như các anh chị muốn ví dụ như hẹn mình hay là muốn đấy, thì những cái cuộc gặp của Tuấn Anh ấy, thì Tuấn Anh thường sắp xếp vào buổi sáng.
còn buổi chiều và buổi tối các anh chỉ tập trung duy nhất vào một việc, đó là bán hàng. Tức là hai vợ chồng vừa trông con vừa thay nhau bán hàng, và cộng với nhân viên bán hàng nữa, thì bắt đầu là mình tập trung vào buổi chiều buổi tối chỉ bán hàng. Và khi mà mình làm như vậy và mình đặt ra mục tiêu cái lãi của mình một ngày mình phải đạt được bao nhiêu đó, thì mình cứ bám sát theo cái mục tiêu đó. Em đặt Và là mục tiêu một ngày lãi bao nhiêu? mục tiêu một ngày lãi của em là 5 triệu. Ừ. Thì ví dụ như có những ngày mà Facebook nó ổn định, nó ok, thì thậm chí có ngày mình lãi 15 20 triệu là bình thường. Nhưng mà ví dụ như rơi vào cái đợt bão ấy, thì nó sẽ bị ấy, tức là nó sẽ bị đứng. Thì mình phải đặt ra cái mục tiêu vậy, lúc nào gọi là lúc nào có thời gian, lúc nào có thể cày được là cày hết sức thì thôi. Còn lúc nào bão bùng thì mình bắt đầu lúc đó mình mới nghỉ ngơi, lúc đó mình mới gặp được anh em bạn bè, hay là mình mới làm những cái kế hoạch khác. Còn đầu tiên là cứ phải tập trung vào bán hàng trước đã. Đó. Đúng rồi. Chính xác. Bởi vì một tháng mình chỉ có thể tập trung cao điểm được khoảng tầm 15 ngày thôi. Facebook nó chỉ ổn định cho các bạn khoảng tầm 10 đến 15 ngày thôi. Thì trong vòng 10 đến 15 ngày đấy thì các bạn dùng toàn tâm toàn ý của mình bán hàng, bán hàng, bán hàng. Chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là bán hàng. Đó. Thì khi mà các bạn đã ổn định xong về cái doanh số rồi ấy, về cái đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra rồi ấy, bắt đầu mình tập trung vào mình làm việc khác. Và ví dụ như các bạn cứ nói chứ, nói thật là em bán 5 củ mùi mà một tháng em bán 6 ngàn. 5 6 ngàn là bình thường. 6.000, 6.000 là 2.000 chai chai lăn nha các bạn. Và anh nghĩ đến bán lăn là anh hơi ngán rồi đó. Dù lời rất là nhiều. Dù dù lãi rất là nhiều nhưng bạn thấy nhiều đơn quá. Không, tức là khi mà làm thì mình luôn em luôn tập trung vào những cái thế mạnh, tức là mình thấy mình mạnh cái gì thì mình cứ phát huy đó thôi. Còn mình lấy cái thế mạnh đó mình làm nền tảng, xong rồi bắt đầu là mình mới đi mình test, mình mới đi mình phát triển những cái khác. Chính xác. Đúng 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 đúng. Đúng không? Chúng ta vừa đó là nghe cái những cái kinh nghiệm của bạn Vũ Tuấn Anh về việc mà chúng ta trong cái thời gian đó, có nghĩa là trong khi mà chúng ta làm thì nó cũng sẽ có, anh làm cũng giống như em thôi, đó là thời kỳ mà thời điểm mà nó đang ra lãi mình phải focus vô việc mà đẩy lên, đẩy thật mạnh lên, đẩy hết công suất luôn, cái làm ngày làm đêm làm Dạ hết công đúng suất. rồi. Nhưng những ngày mà mình biết đoán là ví dụ như bắt đầu gần khoảng tầm ngày 28, 29 đi là bắt đầu chuẩn bị rơi vào mùa bão rồi đó, thì nó phải kéo Dạ. dài ra đến khoảng ngày mùng 3, mùng 4 đi, thì nó rơi khoảng tầm gần tuần đúng không, ngày 3 ngày trước của tháng và khoảng 3 ngày sau tháng, là khoảng khoảng một tuần đấy. Thì cái Tức là thời gian trên đó dưới là một thời tuần đấy. khoảng một tuần đấy. Thì cái thời gian đó đơn giản đó là mình ngồi mình làm video này, mình sản xuất video này, rồi mình Dạ. tuyển dụng này, rồi mình huấn luyện này, mình đào tạo này, rồi mình gặp làm việc cái này, làm việc kiện này, việc kia. Tức là mình sẽ tập trung vào cho những cái việc đó là chuẩn bị cho những ngày thành công sắp tới. Đúng không? Dạ. Đó. Chính xác. Rồi có du lịch thì đi du lịch ngày đầu tháng đó, anh lúc nào Dạ. còn ngày cuối tháng và đầu tháng là nếu mà đi du lịch hoặc Dạ. là đi chơi đâu đó thì những ngày đó, về những ngày đó Dạ. làm thì nó cũng bị trục trặc mà thôi, thì nghỉ làm cho nó khỏe Nghỉ. và Dạ chuẩn đúng bị tập rồi. trung cho nó thật chuẩn, rồi sau đó đến lúc mà hết bão rồi bắt đầu nhấn ép và chạy bắn thôi. Vâng. Ví dụ như em vậy, cứ buổi sáng thì thường em sắp xếp những cái cuộc hẹn, hay là ví dụ như em gặp những bạn downline hay là em muốn xử lý công việc gì thì em xử lý trong buổi sáng. Còn lại là buổi chiều và buổi tối thì mình tập trung nhiều vào bán hàng. Và cái bán hàng buổi tối, đặc biệt là cái bán hàng buổi tối nó cực kỳ hiệu quả. Ví dụ như nếu mà các bạn tập trung vào khoảng tầm 2 đến 3 tiếng buổi tối thì nó sẽ bằng các bạn bán cả ngày. Hay Bởi quá. vì lúc lúc này cái ví dụ như thường là khoảng tầm từ 6 rưỡi đến 9 giờ, 9 rưỡi tối, cái thời gian đó bán hàng cực kỳ hiệu quả luôn. Lúc đó khách hàng nó có thời gian nhiều hơn đúng không? Dạ đúng Rồi. À, có một bạn hỏi em này, anh có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm bán lẻ được không? rồi.
Thì về kinh nghiệm bán lẻ thì như như lúc đầu thì Tuấn Anh cũng có chia sẻ rồi đó. Thì đó Tuấn Anh áp dụng vào cái đầu tiên là bản thân mình phải làm trước đã. Đầu tiên bản thân mình phải bán trước đã. Mình bán rồi xong rồi bắt đầu sau đó là mình thuê đến nhân viên bán. Bởi vì khi mà các bạn không không bán ấy, thì các bạn thuê nhân viên về các bạn sẽ không biết cách hướng dẫn cho nhân viên của mình. Và các bạn cũng sẽ không biết cái cách để quản lý nhân viên của mình. Và các bạn khi mà các bạn không không tự tay vào làm ấy, thì các bạn sẽ không biết làm sao để thưởng làm sao cho nó phù hợp, rồi là các bạn sẽ không biết được ở nhân viên của mình nó đang gặp những cái áp lực gì, nhân viên của mình gặp những cái khó khăn gì. Và khi mà các bạn bán hàng rồi ấy, thì các bạn sẽ biết được là ở nhân viên của mình nó đang gặp những cái khó khăn gì, ví dụ như có những cái từ chối nhân viên nó không xử lý được và mình phải đứng ra mình xử lý đó. Thì thời gian đầu Tuấn Anh vậy, tức là Tuấn Anh không bán, Tuấn Anh đưa bê nguyên cái mô hình của thầy Linh về và Tuấn Anh thuê nhân viên cho nhân viên làm luôn. Thì khi mà gặp những cái khó khăn, những cái câu hỏi của khách hàng ấy, thì nhân viên xử lý không được và hỏi mình không biết đường nào mình xử lý, thì bắt đầu dẫn đến cái tình trạng đó là nhân viên nó không phục mình, các bạn ông nói hay quá ông làm không được Đúng rồi. đó. Thì bắt đầu là khi mà mình không xử lý được những cái tình huống như vậy ấy, thì nói nhân viên không nghe nữa. Anh nói hay lắm nhưng anh làm đâu được đâu. Thì bắt đầu mình bản thân mình cũng phải lao vào bán hàng đó. Mình lao vào mình bán hàng thì mình khi mà gặp những cái từ chối của khách hàng, gặp những cái khiếu nại của khách hàng thì bắt đầu mình xử lý nó, và sau này nhân viên nó hỏi thì bắt đầu mình mới biết đường mình xử lý. Và nhân viên hỏi mình xử lý được thì nhân viên là sẽ rất là phục, bởi vì em không thấy anh làm nhưng mà tại sao những cái tình huống anh xử lý hay vậy đó. Thì lúc đó là nói gì nhân viên họ cũng nghe. Và trong cái cách bán lẻ thì mình khi mà mình bán tốt rồi mình tuyển nhân viên về bán ấy, thì Tuấn Anh có áp dụng nhiều trong cái cách quản lý nhân viên của mình ấy, thì mình áp dụng những cái mà thầy Ninh chia sẻ rồi, đồng thời nữa là những cái mà mình đọc được ở trong sách ấy. Đó là cái quyển sách mà sách Đắc Nhân Tâm mình đọc ấy. Sau đó mình đưa cái ấy, tức là mình quản lý nhân viên, quản lý theo cái gọi là quản lý theo cái tâm, tức là mình đừng có chăm chăm vào cái lợi nhuận của mình nhiều quá. Đồng ý là ví dụ như bây giờ các bạn thuê nhân viên về mình không thưởng không ấy thì người ta vẫn phải làm, nhưng mà người ta làm ở một cái mức độ nào đó thôi. Còn ví dụ như khi mà các bạn quan tâm đến họ, lo lắng cho họ, lo lắng bây giờ làm sao để giúp họ đạt được cái mức thu nhập tốt, cải thiện được cái cuộc sống của họ, thì đến lúc đó nhân viên người ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với bạn, nhân viên người ta sẽ đồng cam cộng khổ với bạn. Tức là có những cái giai đoạn ấy, người ta sẽ phải cố gắng làm sao để cho cái người sếp của mình không bị lỗ. Ví dụ như có những cái giai đoạn bình thường, ví dụ như nếu mà ẹp không ra số thì nhân viên người ta ngồi chơi các bạn đâu nói được đúng không, nhưng mà ẹp không ra số thì nhân viên người ta tìm cách cũ, người ta upsell, người ta làm cách này người ta làm cách kia, người ta gọi cho khách này gọi cho khách kia để làm sao người ta tạo ra được cái doanh số cho mình. Thì đó, thì khi mà mình hết tâm với họ thì họ cũng hết mình với mình. Tức là mình trong cái quyển sách Đắc Nhân Tâm thì em có đọc cái quyển sách đấy khá là nhiều lần. Thì ngày trước khi mà còn làm ở cái công ty kia thì em cũng ứng dụng và em quản lý nhân viên ấy, thì nó cũng khá là hiệu quả, và đến bây giờ em ứng dụng vào quản lý nhân viên của em thì em thấy cái hiệu quả của nó cũng khá là cao đó. Bởi vì mình quản lý họ theo cái tâm thôi, còn đừng có sân si, đừng có so đo với họ quá. Còn về bán lẻ thì ví dụ như nếu mà anh chị em nào mà muốn tổ chức một cái mô hình bán lẻ như vậy và xây dựng cái KPI á, thì Tuấn Anh sẽ làm những cái video để chia sẻ lại cho các anh chị, hoặc là ở trong cái bộ video của thầy Linh hình như cũng có sao á. Đúng Đó rồi, có. thì tất cả những cái đó là Tuấn Anh đều lấy của thầy Linh về, xong rồi bắt đầu Tuấn Anh chỉnh sửa lại thôi, và mình edit lại chút xíu làm sao cho nó phù hợp với lại cái team của mình, phù hợp với cái công việc của mình thôi. Nhưng mà thực ra Tuấn Anh cũng không có sáng tạo ra được cái gì mới cả. Tức là mình chỉ lấy về mình Có chỉnh cái sửa lại thôi, edit copy. là hay đó. Đúng không? Bởi vì nó có sẵn đấy mà. Dạ đúng rồi. Chỉ là đưa về và mình thấy cái nào nó phù hợp với mình thì mình dùng và mình chỉnh sửa lại chút xíu cho phù hợp. Và ví dụ như trong đối với nhân viên ấy, thì trước thì em có thưởng sản phẩm cho họ nhưng mà họ không có hào hứng mấy, thì em có đưa ra cái giải best seller tuần, em thưởng tiền thì họ rất là hào hứng về cái đó. Thưởng sản phẩm họ cũng thích
Thưởng một cặp G3, thưởng một cặp G3 là giá gốc của công ty là 2 triệu 3 đúng không? Họ không thích. Thưởng 1 triệu thì họ thích, và thưởng cặp G3 họ không thích. Chuẩn luôn. Dạ. Đó, anh hay thưởng năm là anh thưởng xe máy và iPhone XS. Em thì chưa 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 đủ để cái đến cái trình thưởng thưởng lớn như vậy, nhưng mà thưởng Đâu tiền em cứ thưởng tính là họ 50 có lãi, người triệu. ta vượt lãi Dạ là vượt vượt KPI đúng không? Là dạ một tháng là một nhân viên như vậy cho mình 70 triệu thì nhân lên là dạ tưởng xe có gì đâu. vâng. Thưởng nguyên thưởng iPhone XS với xe máy, bảo sao nhân viên không ở lại với thầy 3 4 năm. Thì mình cứ Không, nhưng mà cũng về cái vấn đề nhân viên thì nói thật là khi mà mình làm như vậy á, mình giữ chân được nhân viên nó rất là hay. Bởi vì khi mà các bạn đào tạo ra được một nhân viên, nó nhân viên người ta có tâm và có tầm, nó rất là khó. Và các bạn tốn kém rất là nhiều. Nên là nhiều khi mình cứ sân si, mình cứ so đo là thưởng cho họ như vậy là nhiều, thưởng cho họ vậy là quá, nhưng mà thực ra cái mà họ cống hiến cho mình nó rất là nhiều. Dạ, chính xác. Hàng tháng họ mang về cho mình rất nhiều lợi nhuận thì mình toàn là biết Dạ ơn họ bằng cách mình dạ tri đúng ân rồi, lại cho họ thôi. Đúng không? mình chia sẻ cái lợi nhuận của mình với họ. Chính xác, chính xác. Đó. Phí Ngọc Anh có hỏi em là hay quá anh Tuấn Anh ơi, gửi mình xin được không? Đó, thì em còn những video thì có thể đưa lên trên group và chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cùng xem. Dạ Đúng không? rồi, ok. Thì cái về cái thiết lập KPI thứ của em và cái cách tuyển dụng thì ok, thì em có một số video ấy, thì em sẽ gửi lên cho anh chị em ha. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng đã là 1 tiếng rưỡi, mà mới nãy giờ mà chúng ta đã khoảng 1 tiếng rưỡi chúng ta nói chuyện và Dạ. giao lưu với nhau ở trên livestream buổi tối hôm nay. Thì cũng rất là cảm ơn Tuấn Anh, Vũ Tuấn Anh tối hôm nay đã dành một buổi tối để cùng livestream và chia sẻ với tất cả mọi người về cái câu chuyện thành công của mình và cái hành trình làm việc và đồng hành cùng với Nuskin và đội nhóm DMS1B, rồi cũng những cái thách thức, những cái khó khăn ban đầu cho đến bây giờ, và cũng đã có những cái thành quả và mục tiêu đầu tiên là đã mua được cái nhà rồi. Không biết là Tuấn Anh có cái mục tiêu kế tiếp đó là mua gì tiếp đó. Thì đó, khi mà đi học những cái khóa học của thầy Ananagao ấy, thì có cái điều mà em nghe đi nghe lại rất nhiều và rất là tâm đắc, đó là thầy nói là khi mà bạn đạt được cái mục tiêu ấy, thì khi mà mình đứng ở trên cái đỉnh núi này ấy, thì mình hãy nhìn sang cái đỉnh núi kế tiếp thì sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Và khi mà mình đạt được cái mục tiêu rồi thì mình luôn đặt cho mình cái mục tiêu tiếp theo. Thì đó là cái như hôm trước anh chị có thấy tụi anh đăng trên cái Facebook của mình ấy, sau khi tụi anh mua xong cái nhà thì tụi anh muốn đổi sang cái biệt Ok, good. thự. Khi nào em muốn khi Dạ nào? dạ đó là 2 năm nữa anh, thì đó Là là hai em có năm nữa. post ở trên Facebook của em là 2 năm nữa, đó là nhân 10 cái tài sản hiện tại của mình ấy. Tuyệt vời quá. Dạ. Rồi, cảm ơn em và anh đã nhìn thấy em 2 năm nữa đã có một căn biệt thự ở quận 2. Đúng không? Dạ. Và lúc đó em đã trở thành Team Lead Platinum 4 Star, và giữa căn phòng khách của nhà em đó là có một cái tấm bảng đó là Team Lead Platinum 4 Star Vũ Tuấn Anh. Đó. Yes. Ok, cảm ơn em rất nhiều đã dành một buổi Dạ. tối hôm nay đến bây giờ chia sẻ với hết lòng với tất cả anh chị em chúng ta rất chi tiết từ Vâng. việc mà chúng ta xây dựng một cái team bán lẻ và chúng ta phát triển hệ thống ra sao. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã dành cả buổi tối hôm nay để ở bên chiếc điện thoại và hay là trên chiếc máy tính để chúng ta lắng nghe cái câu chuyện của Vũ Tuấn Anh chia sẻ về cái hành trình thành công của mình. Và bây giờ thì cũng đã kết thúc rồi, chúng ta cùng comment về những bài học mà chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay, và chúng ta gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Tuấn Anh, và hãy gửi những lời yêu thương, những cái lời chúc mừng đến Tuấn Anh, và chúc cho tất cả chúng ta có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị, và chúc Vũ Tuấn Anh một buổi tối vui vẻ ngủ ngon Tuấn Anh nhé. Cảm ơn em rất nhiều Dạ và em thì Tuấn Anh cũng gửi lời chào tất cả anh chị. em cũng cảm ơn thầy Ninh, và
Cảm ơn thầy Ninh trong cái thời gian qua đã dạy dỗ dìu dắt em rất là nhiều trong cái công việc, và cũng cảm ơn thầy đã cho em cái cơ hội để buổi tối ngày hôm nay được lên giao lưu cùng với lại tất cả anh chị em và chia sẻ về cái câu chuyện của bản thân mình. Và em cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã dành cái thời gian quý báu của mình để ngồi nghe những cái chia sẻ, ngồi nghe những cái câu chuyện của bản thân em. Và em chúc cho tất cả các anh chị năm nay sẽ trở thành Timenit Benatinum Porta, và chúc cho tất cả các anh chị sẽ đạt được những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình. Và em cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chúc buổi tối ngủ ngon Tuấn Anh nhé. Dạ vâng rồi, em Rồi. chúc thầy ngủ ngon ạ. Yeah, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.